Nặn gì ơi? Nặn quên đồ này. À, cảm ơn bạn nha. Bạn học sinh mới chuyển tới hả? Sao bạn biết? Vì nếu là học sinh ở trường này thì ai cũng biết tôi là Nguyễn Minh Đức, nam thần của lớp 11 A1 hết. Bạn có tin rằng cuộc đời của mỗi chúng ta đều là những sự lựa chọn không? Có những sự lựa chọn đúng đắn, nhưng cũng có những sự lựa chọn sai lầm. Và sự lựa chọn lần này của tôi có lẽ là... Vân Nan, một học sinh mới chuyển trường vào giữa học kỳ. Một ngôi trường mới, chắc chắn phải có rất nhiều điều mới mẻ, thú vị đang chờ đón tôi đây. Ủa, hello, bạn là người mới đúng không? Ê, khoan! Trước khi mà bà đặt mông ngồi xuống ghế này, thì tôi phải xem coi là mệnh của bạn có hợp với cái lớp này không đã? Bà chọn lá đi, chọn lớp này lắm. Nhỏ này là Sophie, người bạn thân nhất của tôi. Nó là một cái đứa đam mê bói toán chính hiệu. Tuy cái miệng nó hơi tía lia, nhưng mà nhờ nó mà tôi dễ dàng hòa nhập với nơi đây. Tôi cứ nghĩ mình sẽ có 2 năm cấp 3 êm đềm ở đây, cho đến khi... Nhiều lúc cũng ngưỡng mộ ba mẹ mình ghê. Sao có thể sinh ra một người toàn diện giống như mình chứ. Mà cũng tiếc cho mày ghê. Đẹp vậy mà chưa có bồ. Uổng phí. Bạn gì ơi? Bạn quên đồ này. À, cảm ơn bạn nha. Bạn học sinh mới chuyển tới hả? Sao bạn biết? Vì nếu là học sinh ở trường này thì ai cũng biết tôi là Nguyễn Minh Đức, nam thần của lớp 11 A1 hết. Ồ, còn bạn? Bạn tên gì? Học lớp nào? Tôi là Vân An, lớp 11 A2. Gì kế lớp tôi luôn rồi? Nếu như biết trước điều này xảy ra, không thể giúp cậu ta rồi. Dương An ơi, Dương An.
này. Tôi nói vậy mà bà cũng tin nữa hả? Minh đức của bà hôm nay đi thi học sinh giỏi rồi, không có đây đâu. Nói nghe, tôi thấy ổng cũng tốn nhiều công sức như vậy, để chịu đại đấy. Không đời nào. Thôi được rồi. Bà chọn một lá đi. Một lá ẩn phụ. Cái lá này nói là bà có một kiếp nạn, nhưng mà bà sẽ tự giải quyết được kiếp nạn này thôi. Vậy khi nào tôi mới giải quyết được? Mà tôi giải quyết bằng cách nào? Thời gian chính xác thì tôi không có biết được, nhưng mà chắc cũng sớm á. Bà tự giải quyết được kiếp nạn này, nhưng mà phải nhớ thận trọng với tất cả những quyết định của mình. Bà nói thế nào ấy, như kiểu biết trước được tương lai. Tôi chả tin. Được rồi, bà cứ chờ xem. Ở cái trường này còn ai đáng sợ hơn Minh Đức không chứ? Yes, chắc chắn là có. Đâu đâu đâu, bà thấy cái đám bánh mèo màu mèo hóa đá hẹ kia không? Cái con nhỏ đứng đầu, cài băng đô trắng. Nhỏ đó tên là Anh Thư, lớp 11A3. Con gái một người có một tập đoàn giàu có. Ba má của nó hay tài trợ tiền cái trường lắm, nên là thầy cô rất là yêu quý. Và học sinh trong trường không có ai mà dám đụng thử nó. Tôi xin lỗi bác, có sao không? Có sao đâu. Vậy của Anh Thư á, rẻ lắm, có chục triệu à. Bà đưa đây rồi tụi này bỏ qua cho. Tội nghiệp cho cô gái đó. Tôi xin lỗi, tôi không có ý. Thôi đi đi. Xin lỗi. Ủa, sao bà bỏ qua cho nó dễ vậy hả? Ồ. Khi nào ổng đi học lại vậy? Ngày mai. Ừ. Ông nào vậy? Theo tôi đoán không lầm á, thì tụi nó đang nhắc tới một tên rất là cộm cán trong trường này. Đó là đầu gối của cái trường, là một người luôn dùng bạo lực để giải quyết tất cả các vấn đề. Ổng rất là ghê đó nha. Thời gian của ổng ngồi trên phòng giám thị còn nhiều hơn là thời gian ổng ngồi trong lớp nữa. Gì ghê vậy? Ừ, chưa hết đâu nha. Hồi tuần trước ổng mới đánh gãy mũ một anh khóa trên, mới bị đình chỉ học tuần rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, ổng là một người siêu cấp đẹp trai, nhìn rất là ngầu luôn á. Nên là rất là nhiều nữ sinh trong trường thích ổng. Có điều á là tôi thấy ổng chưa ưng ai hết trơn á. Thế bà có mê ổng không? Ờ, làm ơn, tôi lạy bà. Hay để tôi sống yên ổn trong cái trường này đi. Mà tôi nói bà rồi đó nha, nếu mà muốn sống bình yên trong cái trường này thì tốt nhất là đừng có đụng cái hai người đó. Đụng tôi thì được. Bà này. Trời ơi, lại trễ học nữa rồi. Vậy mà nhỏ Sophie nói là sẽ gọi mình dậy đi cùng. Xin lỗi bạn. Này, ngày gì mà xui quá trời. Ê, hôm nay ổng có tới không vậy? Ông nào? Thì nam thần Minh Đức của bà chứ ai? Tôi không biết. Tôi xin bà làm ơn đừng nhắc tới cái tên Minh Đức trước mặt tôi có được không? Tôi nói rồi, bà sẽ không thoát khỏi cái kiếp nạn này đâu. Hay là bây giờ bà chịu đại đi. Tôi thấy nha, ổng cũng đẹp trai nè, nhà giàu nè, học giỏi. Có điều là hơi thụ một xíu.
Bà chịu em đi, chỉ phải làm bài tập. Bà giết tôi đi. Nói thiệt luôn á, chứ bây giờ chẳng lẽ bà cứ chạy trốn hoài hả? Nhưng mà nếu mà bà muốn cắt cái đuôi này hoàn toàn á, thì tôi không cắt. Cách gì? Thì bà có bạn trai đi. Huề vốn. Bà ấy cứ làm như bạn trai là bánh, đâu phải muốn có là có đâu. Chạy trốn nam thần nữa hả? Chuyến này đi chắc là lành ít dữ nhiều. Tôi xin lỗi bạn nha. Không có sao đâu bạn. Minh Đức, sao ông lại ở đây? Tôi tưởng lớp ông ở bên kia cơ mà. Tôi mà đợi An bên kia thì có đợi tới hóa đá cũng không thấy An đâu nữa. Nên lần này tôi quyết định đợi An ở đây nè. Ai ngồi gặp thiệt. An có biết người ta nói nó là cái gì không? Là duyên phận đó. À, đúng rồi. An nhận quà của tôi nha. Trong này á là chiếc vòng tay đôi mà người ta nói ai mà đeo chiếc vòng này sẽ mãi mãi không xa rời. Rồi chuyện tình của tụi mình sẽ được lưu truyền trong sử sách, để cái thế hệ học sinh trong trường ai cũng ngưỡng mộ. Đúng không An? Và đây là những rắc rối đầu tiên dẫn đến sự quyết định dại dột của tôi sau này. An, nhìn gì đó vậy? An đồng ý là bạn gái tôi nha. An đồng ý là bạn gái tôi nha. U là trời, cứu tôi với. Nan ơi, suy nghĩ nào. Mày biết ngày nay thế nào cũng tối, sao mà không chuẩn bị trước để đối phó hả trời? Ok, không sao. Còn nước còn tát, bình tĩnh suy nghĩ nào. Cách hiệu quả nhất để từ chối lời tỏ tình là gì? Là tôi có bạn trai rồi. Nên tôi không thể nào nhận tình cảm của ông được. Không đúng. Anh mới chuyển tới đây thì làm sao có bạn trai được. Là bạn trai của anh hả? Là Nam Khánh. Nam Khánh là bạn trai của anh. Đúng rồi. Anh đừng có giỡn. Nam Khánh là bạn trai của anh thiệt hả? Đúng. Nam Khánh là bạn trai của tôi. Sophie nói đúng thiệt. Cuối cùng thì mình cũng đã tự giải quyết được vấn đề này rồi. Hậu lật cả mình cái bà này. Tôi tưởng bà về trước rồi. Không, hôm nay bàn mình trật nhật, còn bà thì lo đi chạy trốn nam thần, nên là tôi phải nai cái lưng ra để dọn đó. Thôi, tôi quên, cho tôi xin lỗi. Hay là bây giờ tôi khao bà một chầu cá viên chiên để tạ lỗi, có được không? Vậy còn được. Đi. Nhăn 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 nhăn. À.
đi đi bà ơi. Tụi mình đừng có dây vô cái đám côn đồ. Nè bà, dạo này khu phố của mình có tên biến thái chuyên đi chụp hình lén nữ sinh, nên là bà phải cẩn thận đó nha. Một lá ẩn phụ, cái lá này nói là bà có một kiếp nạn, nhưng mà bà sẽ tự giải quyết được kiếp nạn này thôi. Ê Sophie, bà có đem bài không? Có. Bà coi cho tôi một quẻ được không? Hôm bữa có người nói là không tin là ta. Bây giờ tin mẹ, bà coi cho tôi đi. Rồi, đợi tôi xíu. Rồi, bây giờ bà chọn 3 lá đi. The Tower. Lá bài này nói là sắp tới bà sẽ gặp một tai ương. Một phần là do bà, mà một phần cũng là do vũ trụ sắp đặt. Bà sẽ không thể nào tự giải quyết, hoặc là cũng không thể nào tránh khỏi được. Chết rồi. Vậy giờ tôi phải làm sao hả bà? Để tôi xem. Ê, khoan khoan nha, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tôi thấy có một hướng sáng, một hướng sáng le lói ở cuối đường hầm. Bà sẽ có thần hộ mệnh đi theo và bảo vệ, vượt qua khỏi mọi tai ương. Chị ghê vậy? Mà thần hộ mệnh đó là ai? Ở đây tôi đâu quen ai ngoài bà đâu. Mà có khi nào là người đó không ta? Người nào vậy? Ô, tôi chưa kể cho bà hả? Chưa. Hôm trước lúc tôi đi nhập học á, khi mua đồ thì tôi bị xe đụng. Có một bạn nam giúp đỡ tôi, xong còn chở tôi về nhà nữa. Bạn nam đẹp trai không vậy? Xui là lúc đó tôi bị rớt mắt kính nên đâu biết là ai đâu. Nhưng mà cũng kỳ lạ lắm nha, cái bạn nam đó tôi không cần chỉ đường mà biết nhà tôi. Xong rồi khi mà tôi hỏi đây là gì thì lại bảo khi nào có dịp sẽ nói. Có khi nào là người quen của bà mà bà không nhận ra không? Thì tôi có sống ở đây lúc nhỏ, nhưng mà cũng 10 năm rồi, ai mà nhận ra tôi chứ. Thôi mà kệ đi, chắc không phải đâu. Biết không chừng thần hộ mệnh của tôi lại là bà đó nha. Chắc là vậy đó. Thôi được rồi tiểu muội à, hãy để huynh đây bảo vệ cho muội. Thôi ăn đi, mồ hôi chảy hết bây giờ. Mình phải lưu lại tấm hình kỷ niệm được. Thoải mái quá. Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi Minh Đức. Thế là từ nay Vân An sẽ không gặp ác mộng nữa rồi. The Tower. Lá bài này nói là sắp tới mà sẽ gặp một tai ương. Tôi thấy có một hướng sáng, một hướng sáng le lói ở cuối đường hầm. Bà sẽ có thần hộ mệnh đi theo và bảo vệ, vượt qua khỏi mọi tai ương. Tai ương mình sẽ gặp là gì nhỉ? Mà thần hộ mệnh của mình là ai? Alo. Alo. Dương An hả? Hồi chiều tôi quên hỏi, sao rồi? Bà có chạm mặt nam thần không? Không những không nhận lời mà tôi còn cắt được cái đuôi Minh Đức cơ. Từ giờ Vân An sẽ được tự do. Trời đất ơi,
Sao hay vậy? Cái gì? Bà nói Nam Khánh là bạn trai của bà. Ừ, đúng rồi. Trời đất ơi, bà có nhớ cái tên Trùm Trường mà hôm bữa tôi kể với bà không? Nhớ, thì sao? Là Nam Khánh đó. Alo. Nó là đồng đó của cái trường. Một người dùng bạo lực để giải quyết tất cả các vấn đề. Tôi có bạn sai rồi. Nam Khánh là bạn trai của anh thiệt hả? Đúng. Nam Khánh là bạn trai của tôi. Nam Khánh là bạn trai của tôi. Alo. Alo. À, alo. Bây giờ Nam Khánh mà biết bà giả mạo làm bạn gái của ổng thì thế nào? Ổng có thể bẻ cổ bà. Ok Vân à, ok ok, không được sợ, không được sợ. Không được run, không được run, không được run. Không được sợ, không được sợ, không được run, không sao hết á. Chuyện này chỉ có Sophie và Minh Đức biết. Sophie thì không nói rồi. Minh Đức chắc cũng không nói đâu. Không ai biết, không ai biết đâu. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng mà nào ngờ đâu, kiếp nạn thực sự chỉ mới bắt đầu. Sophie nói đúng, vũ trụ lại đem đến tai ương cho tôi rồi. Bà làm gì mà kéo tôi chạy như ma đuổi vậy? Ủa, chứ bà không biết chuyện gì hả? Thì cái chuyện mà bà tự nhận là bạn gái của Nam Khánh á, loay hết cái chùa này rồi. Hả? Ủa, sao lại có chuyện đó xảy ra? Chẳng lẽ Minh Đức... Không, thiệt ra là có người thấy hai người nói chuyện, xong rồi cái đăng tin lên group trường. Cái ai cũng biết hết trơn. Chết tôi rồi, bây giờ tôi phải làm sao bây giờ? Hay là tôi giả bệnh, tôi nghỉ học đúng không? Khủng quá. Rồi bà tính nghỉ học hết nguyên năm hay gì? Nói rồi thấy chưa, sớm muộn gì quả báo cũng tới với bà thôi mà. Quả báo tới liền ha. Mày là dân An đúng không? Đúng. Nghe nói mày tự xưng là bạn gái của Nam Khánh hả? Không, tôi không có nói như vậy. Tôi chỉ nói Nam Khánh là bạn trai của tôi thôi. Khủng quá. Cái con này mày giấu mặt với tao hả? Mày coi nó kìa. Mày chỉ là đồ nhát gan thôi hả? Mày biết không, cả cái trường này người xứng đôi với Nam Khánh chỉ có anh Thư thôi à. Mày nghĩ mày là ai hả? Tôi nói nghe nè, mọi người thông cảm ha. Dư Ngan mới chuyển tới trường có một tuần à, nên là nói năng hơi linh tinh. Thông cảm, thông cảm. Ồ, bạn mới chuyển tới trường này hả? Bạn gái tự phong của Nam Khánh ha. Chiều cao thì không có gì nổi bật, nhan sắc thì lại bình thường. Không biết bạn lấy tự tin đâu ra để nói như vậy ha. Thôi, bạn gái của tôi thì không được quyền tự tin hả? Cậu là bạn gái của tôi. Thank you.
tiêu rồi. Người ta bảo tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đằng này để tránh vỏ dưa Minh Đức mà mình ôm luôn quả lựu đạn vào người. Chẳng lẽ hôm nay mình sẽ bị thủ tiêu ở đây sao? Đó là ông nên mới nhận nhầm này thôi. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi hứa, tôi đảm bảo luôn á. Đây là chân dung bạn gái tôi đó hả? Thực ra chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi... Thôi được rồi, mấy người không cần phải giải thích đâu. Cái trường này có nữ sinh nào mà không muốn làm bạn gái của Nam Khánh chứ. Có điều chưa được sự đồng ý của tôi mà đã tự nhận làm bạn gái thì đây là lần đầu tiên đó. Nếu mấy người đã muốn làm bạn gái của tôi như vậy, tôi sẽ cho mấy người tỏi nguyện. Vậy là ông sẽ không xử lý tôi sao? Nhưng với một điều kiện. Biết ngay là không dễ dàng bỏ qua mà. Mấy người sẽ là bạn gái của tôi. Dĩ nhiên chỉ là trên danh nghĩa thôi. Và đây là bí mật của hai đứa. Tôi cần một cái mác đã có chủ để cắt đôi với nữ sinh ở trong trường, và đặc biệt là nhỏ Anh Thư. Thời hạn của thỏa thuận này là 3 tháng. Đổi lại, mấy người sẽ được mọi người trong trường ngưỡng mộ vì có được một người bạn trai xuất chúng. Bao người mơ ước là Nam Khánh tôi đây. Và chắc chắn mấy người sẽ được bảo vệ hoàn toàn, vì ai dám đụng tới bạn gái của Nam Khánh là đứa đó tới số rồi. Bạn gái của Trùng Trường? Cái danh hiệu gì thế trời? Mới chỉ là tin đồn thôi mà mình đã bị đám Anh Thư tấn công dữ dội rồi. Nếu như mình thật sự trở thành bạn gái của người này, mình sẽ bị lột da mất. Sao? Suy nghĩ lâu vậy? Bạn gái hờ trong vòng 3 tháng, nghĩa là bức bình phong của ống. Rồi thực sự có được bảo vệ không trời? Hay là lại trở thành nạn nhân? Không được không được, can đảm lên Văn An. Phải từ chối. Đúng rồi, phải từ chối. Tôi sao? Bạn nói tiếp đi chứ. Hay là bạn không chịu thỏa thuận với tôi hả? Cũng sao. Nếu vậy thì tôi đành phải xuống dưới giải thích lại với mọi người là có người nào tự nhận là bạn gái của Nam Khánh này. Chà, tới lúc đó không biết nhỏ Anh Thư chứ cái đám nữ sinh kia sẽ làm gì bạn nữa. Sao, trả lời đi chứ. Nhưng mà tôi đồng ý. Bạn gái, chính miệng bạn nhận lời đó nha. Ok, cút đi. Vân An ơi, là Vân An. Kiếp này coi như bỏ rồi. Khánh đang cố tình lấy con nhỏ đó ra để chọc tức Thư đúng không? Mắc gì tôi phải chọc tức bạn. Dạ, bạn gái của tôi tên là Vân An. Làm sao như vậy được? Nhỏ đó chỉ mới chuyển đến trường này có mấy ngày, làm sao làm bạn gái của Khánh được? Khánh nói đi, là Khánh đang giỡn với Thư đúng không? Mắc gì tôi phải giỡn với bạn. Như bạn thấy đó, tôi có bạn gái rồi.
đừng có làm phiền tôi nữa. Nhỏ đó không có xứng với Khánh. Dân An không xứng thì bạn xứng hả? Tôi sẽ không tự bỏ đâu. Mấy người chờ coi. Mừng ghê luôn á. Lại đây coi. Hôn cho bà. Bà làm tôi lo muốn xỉu luôn á. Rồi bà giải thích rõ ràng với Nam Thánh chưa? Giải thích cái gì? Thì chuyện bà tự nhận là bạn gái của ổng á. Mà ổng đúng. Với tính cách của Nam Khánh á nha, thì ổng không thể nào mà dễ dàng bỏ qua cho bà như vậy được. Chẳng lẽ... Đúng rồi. Đúng chuyện gì? Thì Nam Khánh đề nghị tôi làm bạn gái của ông ấy. What? Tôi đồng ý rồi. Oh my god luôn á. Ủa? Thì lúc nãy bà nói chẳng lẽ tôi tưởng bà biết rồi chứ? Không không. Tôi nghĩ là hôm nay Nam Khánh ăn chay nên là ông có sát sanh. Unbelievable. Tôi không thể nghĩ được là tại sao Nam Khánh lại chọn bà làm bạn gái luôn á. Gương mặt đó thì phổ thông, chiều cao thì khiêm tốn, học hành thì đội sổ, còn tính tình thì không có gì đặc biệt hết. Bà này, bà có coi tôi là bạn thân không nhở? Ôi mẹ, đừng có giận nữa, giỡn xíu thôi. Nhưng mà trong thâm tâm tôi thì tôi nghĩ thiệt. Sao vậy? Mà bà thử coi coi khi nào tôi với ông ấy thì kết thúc. Được thôi. Nếu bà mà bói ra hả, tôi bái bà làm sư phụ. Justin, lá này nói là mối quan hệ của bà hào nhoáng ở bên ngoài, nhưng mà cũng chưa gọi là chính thức, ẩn chứa nhiều khổ đau bên trong, chỉ có bà là mới hiểu được. Còn khi nào kết thúc hả? Sớm hay muộn là do bà. Cái mối quan hệ này còn rất là nhiều sự thấu hiểu của đối phương, đặc biệt là bà nha. Hai người phải cùng nhau vượt qua rất là nhiều chông gai thì mới có cái kết viên mãn được. Viên mãn? Nói vậy thôi chứ cứ cho là gu thẩm mỹ của Nam Khánh thấp đi, nhưng mà còn mấy vệ tinh của ổng thì sao? Đặc biệt là nhỏ anh thương. Nó nghĩ nhỏ nó sẽ để yên cho bà hả? Nhưng mà Nam Khánh nói sẽ bảo vệ tôi. Bà tin ổng? Ôi Dân nghe ơi, bà tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Bây giờ hả? Bỏ qua mấy nhỏ vệ tinh đó đi. Thì bà nghĩ Nam Khánh là ai? Ổng là một trùm trường chuyên giải quyết tất cả các vấn đề bằng bạo lực. Vậy thì đương nhiên là ông sẽ có rất là nhiều kẻ thù đúng không? Thì bà nghĩ ông sẽ bảo vệ an toàn cho bà hả? Có thực sự là nghiêm trọng như vậy không? Nghiêm trọng chứ sao không? Bà thì mới chuyển tới đây có 1 tuần à. Còn ổng thì mới đi học lại ngày hôm qua. Vậy thì hai người chưa từng gặp nhau. Lý do gì mà ổng lại chọn bà làm bạn gái? Có phải hả? Đằng sau đó là một âm mưu không? Tóm lại á, nếu mà bà hẹn hò với Nam Khánh thì tôi chúc bà bình an, thân xác vẹn toàn. Sophie nói đúng, mọi chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ. Nam Khánh cũng không đơn giản. Biết là chuyện hẹn hò chỉ là giả thôi, nhưng mà làm sao trong 3 tháng mình có thể đỡ được một tên như hắn chứ? Không khéo lại rước họa vào người. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Nam Khánh và từ chối làm bạn gái của ông ấy. Nè Nam Khánh, tôi suy nghĩ lại rồi, tôi thấy chúng ta không hợp nhau nên lời chấp nhận hẹn hò ban nãy ông cứ xem như là chưa nghe đi nha. Vậy ha.
Ê bà thấy tôi vậy đúng không? Ok, ok, được. Ôi, đáng rồi. Nếu như 30 phút nữa, tôi không quay lại. Bà nhớ đi kiểm soát tôi nha. Bà đi cẩn thận nha. Cố lên Vân An, mày chắc chắn sẽ làm được. Lạy Chúa, con vẫn chưa sẵn sàng. Đi đâu rồi? Ủa, sao nhanh vậy? Đúng là không phải tự nhiên mà người ta kêu ống là trùng trường. Mày ngát kiếm tôi hả? Mày ngát bị té hả? Mày ngát có sao không? Hay là bạn gái không khỏe ở chỗ nào hả? Đau tim chết mất. Bạn gái có sao không? Hay là bạn gái không khỏe ở chỗ nào hả? Không đúng. Nam Khánh trong tưởng tượng của mình đâu có như vậy đâu. Sao bỗng dưng ổng lại tốt với mình vậy ta? Rõ ràng là Sophie nói ổng đáng sợ lắm cơ mà. Ủa? Làm gì mà mới 30 phút mà sao lẹ vậy? Chia tay gì nhanh như vậy? Sao? Mọi chuyện em đẹp không? Nhìn bà cũng còn nguyên nè. Thì tôi đã nói là cái gì đâu. Vừa mới gặp Nam Khánh là tôi á khẩu luôn. Ba chân bốn cẳng chạy về đây nè. Hả? Mà không hiểu sao nha, cứ mỗi lần nào tôi gặp ổng là người tôi mềm nhũn ra, giống như là hạ đứng huyết vậy á. Chẳng chịu nghe tôi điều khiển gì cả. Ôi, tôi hiểu mà. Thôi, ăn miếng bánh đi, chơi lên được ha. Đi nè. Ôi là trời, mới công khai thôi mà đã ấp ba tình cảm rồi. Coi nè, con nhỏ nó thể hiện với ai trời? Anh Thư còn ở đây mà. Phải chi nó cao quá áo xinh đẹp tao còn không tức. Đằng này nó còn không bằng một góc anh Thư nhà mình nữa. Đúng rồi á, tao không hiểu Nam Khánh nó bị gì luôn. Anh Thư theo đuổi cả năm trời không thèm nhìn ta một cái nữa. Tự nhiên bây giờ đi công khai một con nhỏ nào đó mới chuyển trường mà lại tầm thường vậy. Ê, nó làm vậy khác nào nói anh Thư tụi mình không bằng nhỏ đó. Ờ. Yêu anh ơi. Sao vậy? Ê, Thư. Người buồn mà ảnh có vui đâu bao giờ.
Sao vậy Honey? Hồi nãy tôi mới thấy bà làm bài kiểm tra toán cũng được lắm mà. Tự nhiên cái giờ ủ rũ vậy. Ngày xưa tôi cứ nghĩ chỉ có việc học mới làm tôi đau đầu thôi. Bây giờ có những chuyện không những làm tôi đau đầu mà còn khiến tôi đau tim nữa. Không hiểu sắp tới tôi có đau chân, đau tay, đau má, đau răng gì không nữa. Mua cho bạn gái đó. Diễn chân thật như vậy không chứ? Mày gái ăn đi. Tôi chúc mới có một ngày mà coi bộ tình cảm quá ha. Thôi bà ơi, đừng nhắc nữa. Đến giờ tôi vẫn chưa hết đau tim đây này. Cứ nghĩ đến những cử chỉ kỳ cục của ống, rồi những ánh mắt kỳ thị xung quanh nữa. Lúc đó tôi chỉ mong căng tin có cái lỗ nào để tôi chui xuống thôi đó. Bà làm gì làm quá vậy? Tôi thấy ông cũng dễ thương mà. Ê, chính bà là người nói với tôi ống đáng sợ như thế nào nha. Giờ lại nói dễ thu. Mà nghĩ lại thì cậu ta đâu có gì xấu xa như lời bà miêu tả đâu. Bà có thêm bớt thì không nhở? Cũng có chút xíu cho nó hồi hộp gây cứng. Nhưng mà cái chuyện ống là người bạo lực với cái bản thành tích đánh nhau đó của ổng là tôi nói thiệt á. Thôi trễ rồi, tụi mình đi vô lớp đi. Nay về chung với tôi đi. Nam Khánh kêu tôi lên lớp ổng đợi về cùng kìa. Không, nay tôi có hẹn rồi, giờ tôi phải đi liền. Nè, bà bỏ tôi thiệt luôn hả? Tôi nghĩ là Nam Khánh không đến nổi ăn thịt rồi đúng không? Thì trước giờ bye bye. Hy vọng là cậu ta về trước rồi. Chấn lột hả?
Tao về trước, tụi bay giải quyết cho xong nha. Bạn gái chờ tôi về chung hả? Sophie nói đúng. Tên này đúng là côn đồ mà. Phải đem chuyện này báo với giáo viên mới được. Cậu ta đánh nhau vì ân oán cá nhân gì đó mình có thể không quan tâm, mà lần này rõ ràng là cậu ta đang ức hiếp người khác. Còn cả chuyện hôm trước nữa, đúng là một tên cặn bã mà. Vậy mà đã có lúc mình hắn tốt, không như lời Sophie nói. Dù sao thì mình cũng chứng kiến tất cả rồi. Rồi mà giả vờ như không thấy thì mình đâu khác gì hắn ta đâu. Mạnh mẽ lên Vân An ơi, không được hèn như vậy. Nam Khánh. Gì đó bạn gái? Tôi suy nghĩ lại rồi. Ý bạn gái là sao? Tôi không muốn tiếp tục nữa. Tại sao? Mới nãy tôi đã chứng kiến tất cả rồi. Chứng kiến tất cả? Là chứng kiến gì? Tôi thấy ông và đám bạn của ông ức hiếp và chấn lột tiền của một nam sinh khác. Trước đây tôi có nghe qua ông là trùm trường chuyên đi giải quyết vấn đề bằng nắm đấm. Nhưng mà ít ra ông chỉ nên dùng nắm đấm đối với những người ngang hàng ngang sức thôi chứ. Hành động của các người có khác gì là những tên côn đồ chuyên đi bắt nạt và chấn lột của người khác không? Còn chuyện hôm trước nữa, lúc tôi và Sophie đi qua một con hẻm, tôi thấy ông bắt nạt và chấn lột điện thoại của một người khác. Tôi không thể nào thấy ông làm sai mà không lên tiếng được. Bây giờ tôi sẽ đi báo cáo chuyện này với giáo viên. Rốt cuộc là bạn đã nhìn thấy chuyện gì mà nói là tôi đang chấn lột? Có những chuyện dù mắt thấy tai nghe thì cũng chưa chắc đúng, bởi vì não chỉ cho ta thấy được những gì mà nó muốn thấy thôi. Đừng bao giờ đánh giá người khác vội vàng như vậy. Rõ ràng là tôi thấy tận mắt ông lấy tiền của cậu ta làm gì. Dù hôm nay ông có đánh tôi đi chăng nữa thì tôi cũng phải đi báo cáo chuyện này với giáo viên. Tôi không quan tâm bạn sẽ tố cáo chuyện này với ai, nhưng mà hãy rút lại lời nói ban nãy đi. Tôi sẽ tha cho bạn lần này. Ông tưởng tôi sợ ông hả? Ai đó cho tôi can đảm để tôi làm được những gì mà tôi vừa tưởng tượng ra đi. Cho tôi sợ quá. Nếu như bạn báo cáo chuyện này với ai thì người chịu thiệt là cậu bạn kia kìa. Trời ơi, hắn định xử lý luôn cả cậu bạn kia hả trời? Đồ tồi. Thì ra đó là những gì bạn nghĩ về tôi đó hả? Nếu như tôi chứng minh được tôi không chứng lột ai hết thì bạn có rút lại lời nói hồi nãy không? Trước giờ tôi chưa từng bị ai đá hết. Tôi không muốn kết thúc như vậy, thậm chí là còn chưa bắt đầu. Vậy nên hãy ngoan ngoãn chịu đựng trong 3 tháng này đi.
giờ mình có nên báo với giáo viên không ta? Mình không hề muốn gặp mặt hắn một chút nào cả. Nhưng mà mình cũng không thể nào mà nghỉ học được. Thôi thì cố qua kiếp nạn này càng sớm càng tốt vậy. Bạn ơi, bạn tìm Mai ở lớp mình hả? Tôi tìm bạn. Tôi? Bạn tìm tôi có việc gì hả? Tôi tìm bạn là để muốn giải thích chuyện hôm qua giữa tôi với Nam Khánh. Là Nam Khánh kêu bạn tới đây đúng không? Không. Là do tôi tự tới thôi. Dân An, thật ra bạn đã hiểu lầm Nam Khánh rồi đó. Hiểu lầm? Rõ ràng là tôi thấy bọn họ bắt nạt và chấn lột ông mà. Đi báo giáo viên với tôi. Chúng ta tuy là những kẻ yếu nhưng không thể nào khuất phục được. Phải đi tận đòi lại công lý. Không. Bạn nghe tôi nói hết đã. Thật ra tôi có chút khó khăn nên tôi đã trộm quỹ lớp và bị Nam Khánh phát hiện. Hôm qua Nam Khánh đến tìm tôi là để lấy lại số tiền đó. Thật ra là do tôi sai. Nam Khánh hành xử như vậy cũng đúng. Dân An nè, bạn giúp tôi nha. Đừng có đem chuyện này nói với giám thị. Nếu như giám thị biết đó thì chuyện tôi ăn cắp sẽ bị bại lộ. Tôi hy vọng là chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn và Nam Khánh. Tôi nói xong rồi, tôi về lớp nha. Good morning. À, đúng rồi. Hồi nãy ở dưới cổng trường á, có người kiếm bà. Ngày gì vậy trời? Sao mới sáng sớm mà ai cũng kiếm tôi hết trơn nhở? Nhỏ này nên sao trời? Bạn tìm mình có việc gì không? Thật ra cái người mà bị Nam Khánh trong hẻm hôm bữa chính là tôi. Ông lại bắt nạt gì bạn nữa hả? Không vậy đâu. Tôi mới là người có lỗi. Thật ra tôi đã bị Nam Khánh bắt tại trận do tôi chụp hình lén mấy nữ sinh. Trong đó có bạn. Nếu như tôi biết là bạn gái của Nam Khánh thì tôi sẽ không làm gì đâu. Tôi thì ra ông chính là cái tên biến thái mà mọi người hay nhắc tới hả? Bạn đừng sợ, Nam Khánh đã dạy dỗ tôi một bài học rồi. Tôi không dám nữa đâu. Kiếm mày bữa giờ, bữa nay mới gặp được mặt mày.
Tao mà còn bắt gặp mày làm cái chuyện biến thái đó nữa thì đừng có trách tao. Thằng biến thái này. Chó biến thái. Khanh bỏ ra là sao? Khanh thả mấy tấm hình đó đi. Hôm nay tôi đến đây là để nói rõ mọi chuyện với bạn. Mong bạn tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi rồi đó. Xong rồi thì biến. Đừng để tôi nhìn thấy mày nữa đó. Đây. Trời đất ơi. Cái lá bài này nói là sắp tới mình có tiền. Chẳng nhẽ trúng số ta. Hay là ai cho tiền mình? Quá nhiều chuyện, ngay cả mắt thấy tai nghe cũng không thể nào mà tin được. Vụ gì mà bà ủ rũ vậy? Sophie, bà có bao giờ hiểu lầm ai đó không? Cũng có một vài lần. Thế lúc đó bà làm gì? Thì đương nhiên là tôi đi xin lỗi người ta chứ làm gì. Lỗi là do mình mà. Với lại bà biết không, đôi lúc mình sai á, xong rồi cái mình nóng giận, cái mình lỡ làm tổn thương người ta, đó kỳ lắm. Sao? Có cần tôi bỏ cho một quẻ không? Sao? Lựa đi. The Handmaid. Cái lá bài này nói là bà đã gặp một việc xui xẻo. Nhưng mà nguyên nhân xuất phát là do sự vội vàng từ bà. Cái người mà bà làm lỗi có một cái sự liên kết rất là đặc biệt. Con nên xin lỗi ông ta hay là mình cứ bơ đi xem như qua chuyện? Thì đúng là mình sai, nhưng mình cũng đâu xúc phạm hắn. Có khác gì là những tên côn đồ. Đồ tồi. Ủa, Như nghe đi đâu vậy? Bà này nó bỉ gì trời. Mà người mới đang làm lỗi là ai ta? Khánh. Sợ ma quá. Nam Khánh ở khu nhà vườn á. Ủa? Ông cũng ở đây hả? Trùng hợp ghê ha. Ông vẫn giận tôi hả? Không giận. Ông đang nói chuyện với tôi hả? Chuyện hôm qua là tôi hấp tấp, chưa biết gì, chỉ vì mà tôi xin lỗi ông nha.
Chị còn muốn chia tay nữa không? Để tôi còn tìm bạn gái mới. Thì không muốn nữa. Không muốn nữa. What? Nhưng mà ông hết giận tôi rồi đúng không? Nhưng mà tôi vẫn muốn được bù đắp. Bù đắp? Bù đắp là bù đắp cái gì? Lúc nào tôi cần thì bạn gái phải có mặt. Bộ tôi là ô xin của mấy người hay gì? Không phải ô xin mà là bạn gái. Thôi được, nhưng mà không có việc gì quan trọng, ông đừng gọi tôi đó nha. Chốt điều. Cháu không chạy tôi đâu. Vừa thất tình yêu đương gì mà cứ mấy bữa lại cãi nhau linh đinh. Thôi quên ta dần đi, xem ra cũng chẳng tốt gì. Đời còn bao nhiêu con trai chẳng cần luyến tiếc làm gì. Trái đất này vẫn quay dù bà có khóc hay cười, chỉ có tôi lo lắng thôi mỗi khi bà buồn hay vui. Dẫu nắng mưa sớm trưa buồn bực chỉ cứ nói thôi, chẳng thể yên tâm khi nhìn thấy bà yêu đuối. Ôi, hay là nếu như sau 30 hai ta vẫn cứ còn độc thân, vậy thì bỏ cuộc đi thôi, số phận rồi tốt nhất ta nên thành đôi. Vì nếu như sau 30 bà cứ nhất quyết không chịu thôi, thì sẽ còn bố đã che nơi thương và hiểu bà nữa đâu, bà sẽ giữa đời. Mệt chết mất thôi. Này, tên viên kia, bộ ông bị mất tay, mất chân hay thiểu năng hả? Đói thì tự đi mua đồ mà ăn đi chứ, tôi là mẹ ông hay gì? Này nha, tôi nói cho ông biết nha, tôi đình công. Từ bây giờ trở đi á, đừng hòng tôi làm ô xin của ông nữa. Dừng ngang, em hay quá ha. Ngủ trong lớp còn gây mất trật tự nữa. Ra ngoài đứng cho tôi. Bị phạt cũng gặp cái tên ác ôn này.
Lát ra chơi mua vô ổi mì nha. Sáng giờ chưa ăn gì hết trơn. Tôi không phải là Oz. Bộ ông bị mất tay mất chân hay thiểu năng hả? Đói thì tự đi mua đồ mà ăn đi chứ. Thả tôi ra. Cái gì? Chẳng thiết ta sẽ không khỏi lòng chơi vơi. Nếu lỡ mày thích ai cần lời khuyên cứ nói tôi. Chẳng thể yên tâm khi đời ông toàn tâm tối. Ai là nơi ở sâu bóng môi hay ta vẫn cứ còn độc thân. Vậy thì vào cuộc đời. Rồi rồi tôi đang đi này, tôi sắp tới rồi này. Rõ ràng là chỉ có hai tay hai chân. Bộ hắn nghĩ mình ba đầu sáu tay chắc. Người yêu gì chứ. Ô xin thì có. Bao giờ mới hết 3 tháng đấy trời. Nè, Thu mua cho Khánh nè. Thu biết Khánh thường hay bỏ bữa ăn sáng. Nhưng mà thói quen như vậy không có tốt đâu nha. Không cần đâu. Cảm ơn bánh mì của bạn gái nha. Cũng đi xa rồi, chắc anh Thu không thấy đâu. Bánh mì tôi cũng mua rồi đó, rồi tôi về lớp nha. Khoan. Gì nữa? Để người ta tin là tôi đang có bạn gái thì tôi cần một vài tấm hình hẹn hò đăng lúc. Thì sao? Ngày mai là cuối tuần rồi, bạn gái rảnh không? Đi hẹn hò với tôi. Ngày cuối tuần vàng ngọc của mình mà hắn cũng không tha nữa. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Không được, không được đồng ý. Có đánh chết cũng không được đồng ý. Sao? Có rảnh không? Không, tôi không rảnh, tôi bận lắm. Có. Chết rồi. Chứ không biến đi đâu mất tiêu vậy hả trời. Nè, cho bạn gái nè. Cho tôi, rồi ông ăn gì? Ôi. Thiệt tình, ông đi đứa không có nhìn đường gì hết vậy? Xin lỗi. Mua bánh mì cho dân ngán hả? À, tôi mua cho bà hả? Gì trời? Nè, cho bạn gái nè. Cho tôi, rồi ông ăn gì? Tôi không có thói quen ăn sáng. Ủa, tính ra bánh mì là tự tôi mua luôn á trời. Làm vậy tưởng ngầu á. Ngày mai là cuối tuần rồi, bạn gái rảnh không? Đi hẹn hò với tôi. Có. Sao hôm nãy mình lại nói có hả trời. Alo. Hello honey. Ngày mai bà rảnh không? Qua nhà tôi làm bánh. Bà quên cái chuyện chiều hôm nay tôi kể bà. À rồi, tôi nhớ rồi. Ngày mai người ta vẫn đi hẹn hò với Nam Thần rồi. Nên là đâu có qua đi với tôi được đâu. Mà tôi nói nghe nè, bà làm gì làm á. Nhớ là phải mang cái vũ khí á nha. Vũ khí? Vũ khí gì? Thì
mấy cái như là dừa cui nè, bình xịt hơi cay nữa. Rồi đó. Mấy cái này mua ở đâu? Trên mạng thiếu gì? Mấy cái này trên mạng cũng có bán hả? Có chứ sao không. Mà mai đi rồi, giờ đặt sao kịp. Vậy thôi vậy đi, bây giờ bà ra tiệm điện, xong rồi bà nói người ta bán. Nhỏ khùng này, bà định ghẹo tôi nữa hả? Ngày mai tôi không muốn đi đâu. Bây giờ có cách nào để ngày mai tôi ở nhà không? Alo, alo, Sophie, bà còn đó không vậy? Alo. Cái bà này, bà cũng hết cách, nên là im lặng luôn đúng không? Ai nói là hết cách? Hả? Bà làm gì nãy giờ mới chịu xuất hiện vậy? Hồi nãy tôi đi lấy bánh, tưởng là ngày mai bà sang, xong rồi hai đứa mình làm bánh. Ai về ngày mai bà có hẹn đó. À, hay giờ vậy đi. Bà nhắn tin với Nam Khánh, bà nói là tôi bệnh rồi, tôi không thể nào đi được. Xong rồi bà qua đây làm bánh với tôi. Hay không, hay không? Ồ ha, cảm ơn bạn yêu, giờ tôi làm liền nè. Ok, good night honey. See you tomorrow. Ok, see you tomorrow. Giờ đi ngủ thôi, mai còn qua nhà Sophie chơi nữa. Trả lời tin nhắn tôi hả? Kệ ông, tôi cũng đâu cần ông trả lời đâu. Chẳng nhớ đường về à, cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc. Ôi cười vì như sao hắn lại biết nhà của mình vậy ta? Nghe nói bạn gái bị bệnh. Tôi mới khỏe sáng nay rồi. Vậy sao? Vậy thì đi. À, điện thoại. Tôi để quên điện thoại trong nhà rồi. Ông chờ tôi xíu nha.
Thôi thôi bà ơi, bị bại lộ rồi. Trời ơi, Nam Khánh đang đứng trước cửa nhà tôi đấy nè. Bây giờ tôi phải làm sao hả bà? Đúng là cái gì mà vũ trụ đã sắp đặt rồi á thì không thể thay đổi được. Tôi đành làm bác một mình vậy. Thôi, hai người hẹn hò vui vẻ. Bạn gái là bị sao nữa đây? Sao tôi bệnh lại rồi ông ơi? Vậy hả? Hồi nãy mới thấy mặt mũi còn tươi tỉnh, khỏe khoắn lắm mà. Chắc bệnh tôi nó tái phát á. Ui á! La to vậy? Chắc là còn khỏe lắm ha. Đừng có mà lừa tôi. Đi. Sao? Bạn gái thấy chỗ này lý tưởng không? Lý tưởng? Lý tưởng cho chuyện gì? Thì chuyện đó đó. Việc đó? Việc đó là việc gì trời? Chẳng lẽ... Dám nói sao tôi làm bị bệnh hả? Tôi xin lỗi, à? Tôi không có ý. Nhìn qua đây nè. Đầu óc suy nghĩ gì vậy? Về trước nha. Chưa được, hình chưa đạt tiêu chuẩn. Gái làm gì vậy? Thì tôi tưởng ông chụp hình. Tôi có định chụp đâu. Đàn ông con trai phải biết nhường con gái chứ.
Nè, ông làm gì mà đi theo tôi hoài vậy? Định giành lại gói xúc xích hay gì? Thì nhà tôi hướng này, tôi đi hướng này. Ai thèm giành với bà? Vậy tôi đi trước. Thì ra bà mua xúc xích lại cho con mèo này hả? Thiệt ra là hôm nay tôi tính rủ Dân An đi chung nữa, nhưng mà bà hẹn với Nam Khánh rồi. Chắc là bây giờ hai người đang rất là vui vẻ đó. Mà tôi hỏi thiệt nha, sao ông thích Dân An vậy? Tôi không biết nữa. Chắc tại bà dễ thương. Dễ thương xong cái thích vậy hả? Chứ bà nhìn tôi nè, đẹp trai, soái ca, học giỏi, vậy mới hợp với Dân An, đúng không? Khùng. Ông biết tại sao Dân An không thích ông không? Sao? Tại ông khùng quá. Không cần. Thiệt ra ấn tượng của tôi với Dân An về lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó Dân An nhặt cho tôi cái AirPod. Lúc đó tôi thấy có một hiện tượng lạ. Biết là cái gì không? Thấy gì? Lúc đó tôi thấy có một trái tim màu hồng, xung quanh có những dần hào quang và sao. Ôi là trời, Dân An như một thiên thần nhá. Nghe thấy ghê chứ. Mà tôi nói nè, chắc là ông chỉ cảm nắng thôi, chứ không phải thích Dân An thiệt đâu. Mà nha, bây giờ Dân An đã có Nam Khánh rồi, nên ông mà còn luyến tiếc lại. Sao cứ phân vân để rồi mất đi cơ hội, chẳng có ai cứ hỏi chờ đợi mãi một người. Khi nghĩ ta chẳng thiết tha sẽ không khỏi lòng chơi vơi, nếu lỡ mai thích ai cần lời khuyên cứ nói tôi, chẳng thể yên tâm khi đời ông toàn tâm tôi. Vậy mấy gái thích đi đâu? Chỗ tôi thích đi, sao ông không thích đâu? Sao mấy người biết tôi không thích? Ai là nơi sâu bóng mới hay ta vẫn cứ còn độc thân? Vậy thì vào cuộc đi thôi, số phận rồi tốt nhất ta nên thành đôi. Vì nơi sâu bóng mới ông cứ nhất quyết không chịu tôi, thì chẳng có một ai trên đời thương ông hiểu ông nữa đâu, ông sẽ ế suốt đời. Giỡn là vậy đó, mà để tôi nói điều này cho bà nghe nè. Nam nữ tạo bất tương thân, lỡ đâu vương vấn tôi cũng không biết đường mà ngà. Nghe từ sáng ngồi lại từ chiều, nghe bà lý sự và nhiều điều, tim thì cứ phiêu phiêu siêu siêu. Thôi cho bà ế sau 30 anh mới yêu. Quen thì quen vậy thôi chứ ai mong, sau 30 thì ai ngóng ai trông. Nếu tới đó mà bà vẫn ế chẳng mong, thì tôi đây sẽ vẫn mong cho bà đồng lòng. Sau 30 à, sau 30 nha, sau 30 à, sau 30 nha, sau 30 à, sau 30 nha, sau 30 mà chưa có bồ là tôi xí anh nghe. Nếu như sau 30 hai ta vẫn cứ còn độc thân, vậy thì vào cuộc đi thôi, số phận rồi tốt nhất ta đem mình đây. Nếu như sau 30 cậu cứ nhất quyết không chịu tôi, thì sẽ không bỏ lại trên đời thương cậu hiểu cậu nữa đâu, cậu sẽ xóa đời. Thì quyền cho tôi cứ ai mong, sau 30 thì ai ngóng ai trông. Nếu tới đó mà bà vẫn ế chẳng mong, thì tôi đây sẽ vẫn mong cho bà đồng lòng. Và sau 30 à, sau sau 30 à, sau 30 nha, sau 30 à, sau 30 nha. Sau 30 mà chỉ có bồ là tôi xí ngang. Đi đường không biết nhìn hả? Tôi xin lỗi. Xin lỗi nha. Vậy? Gì vậy? Xin lỗi. Tao nói là xin lỗi đi. Thôi, cáo chừng mình một xíu thôi mà. Cái này về nhà thật đúng mà. Tao hỏi lần cuối người ta đi. Có xin lỗi không? Xin lỗi.
What? Gì? Đi. Bà gái ăn gì? Chọn món đi. Tôi ăn gì cũng được. Ông chọn món đi. Tôi đi vệ sinh xíu nha. Sao ông kêu nhiều món vậy? Trời ơi, tôi không ăn hết nhiều vậy đâu nha. Ai nói là cho mấy người ăn? Tôi ăn cũng nhiều lắm á. Thật ra thì Dân An thích nhiều thứ lắm. Như là đồ ăn đây ngon không? Trời ơi, Vân An ơi là Vân An, cái miệng hại cái thân mày rồi. Tôi đi vệ sinh xíu nha. Cái gì đây? À, hàng khuyến mãi, nhà hàng tặng á. Nhưng mà đặc biệt Dân ngang thích nhất là kem bơ. Thôi, cũng gần về đến nhà tôi rồi. Ông về trước đi. Ê, đâu có được. Đã đưa bạn gái đi chơi thì phải đưa về tới nơi tới chốn chứ. Thì đó, thì đây là địa bàn của tôi mà. Không có ông, tôi cũng tự về được. Hay quá ha. Ok, bạn gái thích thì chịu. Khoan đã. Sao vậy? Bạn gái để ý rồi hả? Tôi muốn trả ông cái áo. Thôi khỏi, mai trả cũng được.
Hôm nay ông bị làm sao vậy trời? Không xử lý mình vụ nói dối, cũng không sai vặt mình, còn chờ mình mua sách, dắt mình đi ăn nữa. Đã vậy lại toàn món mình thích, đào hại cái bụng mình. Mà tính ra thì ngày hôm nay cũng đâu đáng sợ đâu, là mình hôm qua lo quá trời. Nhưng mà kể ra thì ổng cũng kỳ thật. Này gái, có nhỏ này không? Nói chứ ai. Cứ lẹ đi để còn lấy tiền. Nè, tụi anh chỉ làm theo lệnh, em đừng có ghét tụi anh nha. Mấy người là ai? Mấy người định làm gì đó? Tao lên lên luôn nha. Cấm cái miệng này lại. Sau này á, tránh xa Nam Khánh ra. Mày mà còn qua lại với Nam Khánh đó, rồi đừng có trách tao. Mày nhẹ tay cho em nó thôi, em nó còn nhỏ. Nè, em thấy không? Nghe lời tụi anh, không được tiếp xúc với thằng Nam Khánh nữa. Em mà còn gặp nó là còn gặp tụi anh dài dài đó. Ai đó làm ơn cứu tôi với. Con nhỏ này, tụi tao nói mày có nghe không hả? Bộ mày bị câm hả? Sao? Mấy cái này tôi bị hoài à? Nhưng mà đầu ông chảy máu rồi kìa. Ngồi im coi. Có đau lắm không? Trời, bình thường. Mấy này có gì đâu, tôi bị hoài. Ê da, tự hào lắm không bằng. Ủa? Mà hai thằng kia lần nào vậy? Sao tự nhiên quýnh mấy người vậy? Sau này tránh xa Nam Khánh ra. Em thấy không? Nghe lời tụi anh, tránh xa thằng Nam Khánh ra. Em mà còn gặp nó là còn gặp tụi anh đó. Tôi cũng không biết nữa. Ủa mà sao lúc nãy ông nói ông đi về mà sao lại quay lại? Thì định đưa cho mấy người cái này nè. Nhưng mà tiếc là không có tới sớm được. Cái này là cái gì? Biết nó là cái gì chưa? Sau này khi gặp chuyện gì á, cứ giật cái còi ra, tôi sẽ xuất hiện. Có con nhỏ bánh bèo đó mà cũng xử lý không xong nữa. Bà làm tôi hết hồn à? Không bà nữa. Bà trốn ai hả? Không, tôi đâu trốn ai đâu. Sao vậy? Hôm qua tôi bị hai tên côn đồ chặn đánh. Cái gì? Thiệt hả? Mà cũng may là có Nam Khánh á, chứ không là hôm nay tôi không còn đứng đây nói chuyện với bà rồi. Thì nó cướp đồ của bà hả? Lạ vậy? Không cướp đồ, bà thì không có nhan sắc để cướp. Vậy sao tụi nó chặn đánh bà ta? Không lẽ bà bị trả thù? Trả thù? Bà có nghi ngờ ai không? Sau này á, tránh xa Nam Khánh ra. Em mà còn gặp nó
là còn gặp của anh dài dài đó. Hả? Cái gì? Mà làm cái gì mà mới sáng sớm chạy như ma đuổi vậy? Tập thể dục cho khỏe mà. Tập thể dục? Lần này là cái gì? Trời ơi, nhóc đúng là tức á. Tôi kể bà nghe này. Nghĩ sao cả áo tôi mua mới mặc có một lần. Hôm qua đi chơi, dính kinh có chút xíu mà ông bỏ vào thùng rác. Rồi đưa tôi cái này nè. Mà đánh nói ai? Nhóm Khánh hả? Thì còn ai vào đây nữa? Nói sao chứ? Tôi thấy lãng mạn mà. Tôi thấy lãng xẹt thì có. Ủa? Mà bà không thấy mắc cười hả? Trời, tưởng vậy là ngầu á. Nghĩ sao? Khoan, trời ơi, tôi thích áo này lắm luôn á. Ủa, bà bị gì đó? Tôi chưa nói xong luôn á. Ủa, bà bênh người ta hả? Nghĩ tới mà tức á. Tôi đi vệ sinh xíu. Ê, à, tôi còn chưa kể xong luôn á, cái bà... Cái con nhỏ xấu xa này. Áo của ông nè, tôi giặt rồi đó. Vết thương nào ông là sao vậy? Ai đánh ông hả? Chỉ là vết thương nhỏ khi tôi bảo vệ bạn gái của mình thôi. Cảm ơn ông nha. Hay quá ha. Gây tội cho đã rồi bỏ trốn. Nói xấu bạn trai về được cái mỏ sau lành. Ủa? Vết thương trên đầu ông sao rồi? Bạn gái đang quan tâm tôi hả? Không có. Mà nếu không sao, tôi đi trước nha. Cảm ơn ông nha, ông cao ghê á. Thì chuẩn nam thần mà. Sao vậy? Nay nhìn buồn vậy? Hay là ông xem tarot không? Tôi xem cho quẻ. Xem sao? Mình xem được nhiều thứ lắm á nha. Mà ông xem dễ gì? Gia đình, bạn bè, tình yêu. Vậy xem tình yêu đi ha. Chọn lá đi. Này đi. Lá bài này nói á, là ông đang có một khúc mắc ở trong lòng. Thật ra là ông có câu trả lời rồi, nhưng mà có điều là ông không có chấp nhận sự thật đó thôi. Tôi nói ông nghe nè, khi mà vũ trụ sắp đặt điều gì mà không thuộc về mình thì buông bỏ mới là cách tốt nhất. Bây giờ ông có cố cưỡng cầu đi chăng nữa thì cũng đâu có kết quả đâu, đúng không? Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên từ bỏ Dân An rồi.
mày còn bao lại nhau hết đó. Mày đừng có trách tao không? Mày nhẹ tay cho em đó thôi. Em nó còn nhỏ. Em thấy không? Bộ mày bị câm hả? Lúc đó tôi nhận thấy tình cảm của mình vẫn chưa đủ lớn để có thể hy sinh tất cả cho dân an. Có lẽ Nam Khánh mới thật sự phù hợp với dân an hơn. Mà cũng tiếc cho dân an ghê. Tiếc gì? Không có được người xuất chúng như tôi làm bạn trai nên tiếc. Thiệt tình luôn á, ông không thể nào để cho tôi biết một cách trọn vẹn được hả? Bữa tôi nói cái gì sai hả? Không, ông đâu nói gì sai đâu. Có điều là hơi khùng xíu. Phải lưu lại khoảnh khắc này mới được. Sophie, Sophie, bà thấy tấm nào được, Tôi thấy tấm nào cũng giống như nhau mà, có khác gì đâu. Đúng rồi, tấm nào nhìn cũng đẹp trai hết trơn. Khó chọn ghê á. Mà nếu mà ông không theo đuổi Dân An nữa, vậy sau này có mua đồ ăn cho tôi nữa không? Nếu như bà không chê thì để Nam Thần này phục vụ cho bà. Ông hứa rồi nha, tôi không có ép đâu á. Nam Thần thì không có nói hai lời. Mà tôi nghĩ á, chắc là do ông chưa gặp đúng người thôi. Nếu mà ông gặp được người phù hợp á thì ông sẽ suy nghĩ bằng cái này chứ không phải là cái này. Đã không giải quyết được con nhỏ đó, còn đánh Nam Khánh bị thương nữa. Mấy người dám tới đây đòi tiền tôi hả? Nè em gái, em đẹp mà nói chuyện không đẹp vậy? Cái đó là sự cố phát sinh, tụi anh cũng đâu có muốn. Khánh, mọi chuyện như Khánh nghĩ đâu. Nghe tôi giải thích đã Khánh. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng rồi, chỉ là hiểu lầm thôi Khánh. Hiểu lầm hả? Tôi không ngờ con người cô lại độc ác tới vậy á. Nếu như bữa đó tôi không tới kịp thì mấy người làm cái gì Dân An nữa hả? Vì cô là con gái nên tôi không muốn động tay với cô. Nhưng tôi nhắc cô nhớ một lần cuối, đừng bao giờ đụng tới bạn gái của tôi. Nếu không thì đừng có trách. Dân An, tất cả là tại mày. Ủa, bà đang xem gì á? Tôi đang xem coi là ngày mai tôi có thể vượt qua môn toán hay không. Mà nghĩ coi, ông trời đã sinh ra một Sophie xinh đẹp như vậy, đã còn sinh ra môn toán chi nữa vậy trời. Bà nói đúng, cộng trừ nhân chia đã phức tạp rồi, giờ còn thêm đạo hàm với tích phân nữa.
Đúng là ám ảnh mà. Không được, chúng ta không thể nào khuất phục được. Thảo phải nghiêm túc lại. Yes, đúng rồi. Ngày mai là cuối tuần á, hay là tụi mình đi học bài nhóm đi. À, ngày mai tôi sẽ rủ Nam Thần tới học Minh Đức đi theo. Minh Đức? Không sao, yên tâm yên tâm. Sau khi mình nhận thông điệp từ vũ trụ á, thì ông đã hoàn toàn chấp nhận. Và bây giờ sao không có theo đuổi mình nữa đâu. Yên tâm nha. Không có ai theo dõi đâu. Đừng có nhìn nữa. Tôi đâu có nhìn đâu. Tôi đưa cái còi cho mấy người rồi còn gì. Chỉ cần bạn gái luôn bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ mấy người. Lấy xa Nam Khánh ra. Không được tiếp xúc với thằng Nam Khánh nữa. Em mà còn gặp nó là còn gặp tụi anh dài dài đó. Đúng rồi, mình cũng không thể tránh mặt ông ấy cả đời được. Nam Khánh nhất định sẽ bảo vệ mình. Có lẽ đây đúng là sự sắp đặt của vũ trụ. Suy nghĩ gì vậy? Về. Cảm ơn ông nha. Vì điều gì? Vì đã đưa tôi về. Vô đi. Con gái của mẹ, sao mà ngồi thẫn thờ đây? Dạ đâu có, tại con học nhiều nên mệt đó mẹ. Học nhiều hay yêu nhiều đây? Mẹ thấy hết rồi đó nha. Có bạn trai mà giấu mẹ đúng không? Dạ đâu có. Thôi mẹ, mẹ về phòng đi, con đi tắm bây giờ. Mẹ biết rồi, nhưng mà nè, mai mốt rảnh dẫn bạn trai về cho mẹ thấy mặt nghe chưa? Mẹ này thôi, mẹ về phòng đi. Tôi biết rồi mà. Tôi đưa cái còi cho mấy người rồi còn gì. Chỉ cần bạn gái luôn bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ mấy người. Luôn ở bên cạnh sao? Kì. Ông khùng hả? Mèo mà ông kêu kiểu chó vậy? Sao em nó nghe? Thì bà kêu mèo hoài nó không có ra, nên tôi kêu kì, không chừng nó ra thiệt. Ông qua bên kia coi thử xem, thấy em đó không? Trời đất ơi, em bị sao vậy nè? Bây giờ mình phải làm sao? Mình đưa đi thú y đi.
Alo, hai người đi từ đâu rồi? Ờ, vậy hai người lo cho em ấy đi nha. Ừ, tôi biết rồi. Uống cà phê tối ngủ cũng được đó. Ăn ly kem bơ đi. Mua một tặng một. Không biết cho ai. Ủa? Sao ông ở đây vậy? Thì tình cờ đi ngang thôi. Bài dễ gì mà làm sai hết trơn. Không biết sao mà năm ngoái mấy người có thể lên lớp được luôn á. Nè, đừng tưởng cho người ta ly kem rồi muốn nói gì thì nói nha. Dở thì người ta nói dở thôi. Nè, bài này á là phải làm như vậy. Đúng không? Xong rồi phương trình ít thì à, thử đi. Những gì? Yêu đương gì mà cứ mấy bữa lại cãi nhau linh đinh. Thôi quên ta sạch đi. Làm cái gì vậy? Làm lại. Đời còn bao nhiêu con trai, chẳng cần luyến tiếc làm gì. Chẳng có ai, cứ hỏi chờ đợi mãi một người. Khi nghĩ ta chẳng thiết tha sẽ không khỏi lòng chơi vơi. Nếu lỡ mày thích ai, cần lời khuyên cứ nói. Hay là nếu sau bằng mới hai ta vẫn cứ còn độc thân, vậy thì vào cuộc đi thôi, số phận rồi tốt nhất ta nên thành đôi. Vì nếu sau bằng mới ông cứ nhất quyết không chịu tôi, thì chẳng có một ai trên đời thương ông hiểu ông nữa đâu, ông sẽ suốt đời. Giỡn là vậy đó, mà để tôi nói điều này cho bà nghe nè. Tôi nghĩ chắc là Dương An không có cần hai đứa mình nữa đâu. Đi. Vậy đó, mà để tôi nói điều này cho bà nghe nè. Nam nữ muốn cái gì vậy hả? Mấy người làm cái trò gì vậy? Sao bạn muốn làm sao? Thôi mà, bạn của Thư chỉ là vô tình thôi, đâu có cố ý đâu. Mấy bà làm gì nóng quá vậy? Thôi, cho Thư thay mặt, xin lỗi nha. Ui, trời ơi, ướt hết rồi nè. Dân An đang học toán hả? Chúc Dân An thi tốt nha. Thôi, chính bà cũng nói với tôi là đừng có dây vào đám đó mà. Thôi, bỏ đi. Chơi được một chỗ thương ghê á. Ủa Thư, mà bà đừng để nhà nó yên ổn làm bạn gái Nam Khánh vậy hả? Đâu dễ dàng như vậy được. Kỳ thi toán sắp tới rồi, sắp có chuyện vui để coi rồi nè. Cái bà này, bà học chi cho nhiều, xong xíu hồi vô trỏng, giáp cục đá, quên hết. Đừng học nữa. Gì? Sao em ở đây? Ủa, nay thi toàn khối, các lớp tập hợp lại thi chung. Hai bạn biết gì hả? Không. Yeah.
Bà được thi với Tình Đệt đó, chúc mừng nha. Tình Địch cái gì chứ. Các em vào lớp đi, rồi theo đúng số thứ tự của mình nha. Lớp của chúng ta vắng một em học sinh à. Thưa thầy, em tới trễ. Em về chỗ ngồi đi. Mày gái, cho một cây bút đi. Thầy sẽ phát đề thi. Các em ngồi ngay ngắn, ai có phao hay tài liệu thì đem ra ngoài, đừng để thầy bắt gặp nha, nghe chưa? Dạ nghe. Còn 5 phút nữa là hết giờ làm bài. Các em kiểm tra bài lại nha. Tài liệu này là của em hả Vân An? Dạ không thầy, cái này không phải của em ạ. Em còn chối nữa hả? Trong ba lô của em không có em thì có ai? Nhưng mà cái này không phải của em thật thầy. Vân An, em đã học không tốt, hạng kiểm còn kém nữa. Thầy thật sự thất vọng với em quá. Trời ơi, tưởng đâu Dân An hiền lành lắm, ai về cũng đưa gớm hết chứ. Đúng là không thể nào đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được mà. Cả lớp im lặng. Thầy phát hiện có học sinh làm phao, thầy sẽ hủy bỏ buổi thi này. Tất cả sẽ thi lại vào ngày mai. Còn Dân An, mời phụ huynh lên gặp thầy. Hay gì một người mà mấy chục người phải làm bài thi lại công bằng ở đâu. Mọi người ơi, không phải như vậy đâu. Chắc chắn tôi làm không phải là Dương An đâu. Không phải cái gì mà không phải. Chứng cứ rành rành ra đó. Đề thi toán lần này đúng là khó thiệt. Chắc Dương An không có tình làm vậy đâu mọi người. Thôi mọi người bỏ qua cho Dương An nha. Vì Dân An, ngày mai tụi mình chịu khó thi lại nha. Đến Nam Khánh á, mà con không tin mày thì ai tin mày bây giờ?
tụi nó chứ không ai hết á. Là tụi nào? Thì cái đám anh Thư chứ ai. Chỉ có tụi nó có động cơ làm như vậy thôi. Được, tôi phải đi báo cái gì mà mình có bằng chứng gì đâu mà báo. Ngồi xuống đi. Ai mà tin mình? Đúng. Ủa, sao ở đây vậy? Mà sao không qua đây ngồi? Không lẽ ông tin bà gian lận hả? Khánh, Khánh biết tin gì chưa? Hôm nay Dương An nó bị kỷ luật rồi đó. Giờ này chắc cả trường ai cũng biết nó gian lận rồi. Nếu là Thư, chắc Thư chuyển trường chứ làm gì có mặt mũi đi học nữa. Khánh thấy không? Con nhỏ đó nhìn có vẻ hiền lành nhưng mà nó không tốt đâu nha. Dương An nó không có xuống với Khánh đâu. Để coi lần này ai cứu được mày. Sao nhà trường mình không cho lắp camera trong lớp ha? Mày điên hả? Lắp làm gì? Rồi thầy cô phát hiện mày ngủ trong lớp à? Mày lắp mới nhớ. Trong lớp không có, chắc ngoài hành lang có. Ê, nếu mà có, ba đứa mình thời bị nổi tiếng đó mày. Sao nổi tiếng? Không một bài ra ngoài đứng. Mày hay lắm. Mày điên ha, mày đánh tao. Ê, đi đâu vậy? Ê! Xin thưa các vị phụ huynh, đây là lần đầu tiên trường chúng tôi phát hiện ra trường hợp gian lận trong thi cử. Em ấy lại là học sinh vừa chuyển đến trường trong học kỳ này. Thành tích học tập cũng không tốt. Do vậy, hạ hành kiểm là mức kỷ luật thấp nhất rồi đấy ạ. Dạ, xin thầy cô xem xét lại. Con tôi hiểu. 17 năm qua, tuy nó đội sổ ở lớp, nhưng nói về gian lận thì con tôi không bao giờ có. Hay ho gì mà khoác. Thưa thầy, hàng năm gia đình tôi đóng một khoản tiền không ít cho nhà trường là để con tôi có một môi trường tốt để học, chứ không phải để dung nạp những học sinh như vậy. Theo tôi, đuổi học là cách tốt nhất. Với lỗi vi phạm này thì mức kỷ luật mà phụ huynh đề xuất là quá nặng. Được thôi, nó không đi thì con tôi đi. Và như vậy thì các khoản tài trợ cũng đi theo. Nè chị kia, chị ăn nói cái gì vậy? Chị lấy cái quyền gì mà đuổi học con tôi? Bộ chị ỷ có tiền thì muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm hay sao? Nhìn cái điệu bộ kìa. Những người mẹ như thế này thì chỉ đào tạo được những đứa con giỏi gian lận mà thôi. Bà kia, bà nói cái gì? Camera hành lang lắp xa quá, không có quay được. Trời, phải làm sao đây ta? Ê, đẹp trai quá bà ha. Đẹp trai á. Hôm qua tôi đi thi á, gặp ở ngoài còn đẹp trai hơn nữa. Ồ, bà có điểm hơi bị khùng. Khùng gì? Ê, tôi thấy bà nè. Đâu? Nè, ở sao bên ngoài đó. Dễ thương quá hả? Bạn ơi, cho bộ điện thoại chút được không? Hả? Ông cậu đi đâu rồi? Ôi mà không sao, trai là được. Cảm ơn. Những người mẹ như thế này thì chỉ đào tạo được những đứa con giỏi gian lận mà thôi. Bà kia, bà nói cái gì? Các chị nên nhớ, đây là trường học, bạn lại là phòng hiệu trưởng nữa.
nên mong các chị hết sức kiềm chế cho. Rất tiếc, đây là nhà trường, chứ nếu mà ở ngoài đời á ha, thì sao? Thì sẽ chị bị đi dám không? Thưa thầy, tôi không có thời gian để đưa con với những hàng chợ búa như thế này, thầy giải quyết nhanh giùm. Thử các người đuổi học con gái tôi đi, tôi sẽ làm đơn kiện tất cả các người đó. Chị An đâu? Ở dưới phòng giáo viên á. Thưa các vị phụ huynh, đối với trường hợp học sinh Vân An, em ấy đã vi phạm lỗi gian lận trong thi cử. Do vậy, nhà trường quyết định mức kỷ luật dành cho học sinh Vân An là... Thưa thầy, tại sao em lại vào đây? Em có bằng chứng chứng minh Vân An không gian lận. Bằng chứng đâu? Đưa thầy xem. Không lộn video rồi. Ôi mà không sao, trai là được. Chúc mọi người hit tốt nha. Bye bye. Đây, mọi người xem đi. Các em vào lớp đi, rồi thầy đúng số bao dành cho mình nhé. Hả? Ấm lộn video rồi. Ờ, mà không sao, trai là được. Ai... Chúc mọi người thi tốt nha, bye bye. Thế này là thế nào? Diệu Ân, bà làm cái gì vậy? Sao bà lại làm mấy cái chuyện này? Ai làm việc này với em? Tụi em không biết đâu thầy. Tụi em mà biết là tụi em đã kẻ mạng lại rồi. Đúng không? Ờ, đúng 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 rồi thầy. Thôi được rồi, bây giờ thế này, Diệu Ân ở lại, còn mọi người có thể về. Hello Đức. Hello. Ủa đâu vậy? Ông đi thăm em mèo với tôi không? Bạn thân mới được Minh Quang, ông đi chung hả? Bạn thân bây giờ người ta có bạn trai lo rồi, đâu cần với tôi nữa đâu. Sao? Đi không? Thì đi. Lắm. Thôi. Khóc phải gì vậy? Mắt sưng hết rồi kìa. Thì ra ông tránh mặt tôi cả buổi trời là để tìm cách giúp tôi hả? Vậy mà tôi cứ tưởng là ông không tin tôi chứ. Tưởng cái gì mà tưởng? Ai nói là tôi giúp mấy người? Tôi chỉ làm những việc nên làm thôi. Ai có sai á thì phải chịu phạt, đâu có để những hậu quả đó cho mấy người vô tội lãnh được. Vậy Phi, bà thích mèo lắm hả? Đúng rồi, tôi thích mèo lắm luôn á. Mỗi lần mà thấy mấy em này ha, tôi vui đến nỗi tim đập loạn xả hết lên. Tim đập nghĩa là thích hả? Không, tim đập á nghĩa là ông còn sống. Còn nếu mà ông thích một ai đó thì tim ông sẽ đập nhanh. Chỉ cần ông đưa tay lên ngực
cảm nhận là biết thôi. Hay là nếu như sau 30 hai ta vẫn cứ còn độc thân, vậy thì một cuộc đi thôi, số phận rồi tốt nhất ta đem thành đôi. Vì nếu như sau 30 bạn cứ nhất quyết không chịu thôi, thì sẽ còn mơ đã che nơi tương và hiểu và nữa đâu và sẽ giữa đời. Có nhà ơi. À, con đi học về đó à? Chào cô. Mẹ. Thế con vô nhà chơi. Ờ, thôi, sao lại vô nhà chơi được? Người ta bận lắm mẹ. Bận lắm đúng không? Không. Không thì dẫn xe vô nhà chơi đi con. Dạ. Con nữa, những bạn trai về nhà chơi không nói cho mẹ biết trước. Con nào quần áo nè, tóc tai nè. Thôi, mình đi chơi. Uống nước đi con. Dạ. Đẹp trai quá, nhìn thấy là biết uy tín rồi. Đã vậy á, hồi sáng còn minh quan cho dân an nữa chứ. À, hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, cũng 3 tháng rồi con. Vậy thì á, con phải bảo vệ dân an khỏi tay bọn côn đồ. Chứ môi trường mới, cô sợ dân an nhà cô bị ăn hiếp quá. Với lại là cô nghe nói trong trường có côn đồ á, nó là chùm trường ghê gớm lắm. Cho nên á, cô á, sợ con nhỏ nhà cô á, bị ăn hiếp, nó khờ lắm con ơi. Dạ. Uống nước. Dạ, dạ. Uống nước đi con. Ờ, nãy giờ mê nói chuyện, quên hỏi con tên gì? Dạ, con là Nam Khánh. Rồi nhà cửa con ở đâu? Cha mẹ dạ. Con làm nghề gì? Người anh chị em có bao nhiêu người? Mẹ. Con là con cả hay là con út? Mẹ hỏi nhiều vậy sao người ta trả lời kịp? Rồi chuyện học tập của con sao? Dạ, con học cũng tạm mà cô. Chỉ đứng nhất nhì trong lớp thôi. Trời ơi, vậy là con quá giỏi đi. Vậy thì con giúp cô kèm cho dân an nhà cô nha. Dân an nhà cô tuy không cao, không xinh đẹp như người ta, nhưng lại có một cái là nó học dở lắm. Mẹ. Cho nên á, con giúp cho cô, cô thấy cô không có an tâm. Con eo hoài, chứ chẳng phải là mình là người một nhà hay sao? Mình có mẹ. Thôi, nói nè, hôm nay đã tới đây rồi á, thì ở lại ăn cơm với cô cùng gia đình luôn nhé. Ờ, cái này cũng được nha mẹ. Nhà Nam Khánh là có truyền thống ăn cơm với gia đình. Mà ta ăn đúng rồi đúng không? Không. Dạ đúng rồi con. Dạ. Con. Thôi không nói nhiều nữa. Cứ ở lại đây ăn cơm với cô. Thôi thôi, ông đừng lên đi trễ rồi. Con bé này. Con. Chạy lên lại con. Vân An. Dạ mẹ. Chà, biết cả cách ăn uống của nhà người ta luôn rồi nha. Đúng là con gái của mẹ, biết chọn bạn trai, giống như mẹ hồi còn trẻ vậy. Lại nữa rồi. Mẹ này. Gì vậy trời, mới sáng ra mà ông đã chặn ngang chặn đường đến lớp mình. Chẳng lẽ rõ ràng là Sophie nói ông bỏ cuộc rồi mà ta. Thôi cứ chuồn trước vậy. Dân An. Ê, tôi nói nghe này nè, tôi nói nghe này nè. An đưa cái này cho Sophie giúp tôi nha. Sophie. Ừ.
Cái này không phải của tôi hả? Không, của bà thì có Nam Khánh mua cho rồi. Tôi mới thấy Nam Khánh mua một phần y hệt như vậy. Vậy thôi, tôi đi trước nha. Mà An nè, An giúp tôi một chuyện được không? Ê, cho bạn nè. Cầm đi. Ủa, cái gì đây? Bạn trai mua cho hả? Tôi cũng ước có người mua cho tôi á. Nhưng mà mừng thay, nó lại là của bà. Chúc mừng bà, nam thần lớp 11A1 đã nhắm trúng bà rồi. Cái này của Minh Đức á hả? Sao tự nhiên cái ông mua cho tôi? Chưa hết, còn nhiều điều hay ho nữa cơ. Nè, bà đang giấu tôi gì đúng không? Làm gì có. Ngờ lắm đó nha. Nè, anh Thư đã giúp bà xin mẹ để không bị kỷ luật, mà bà còn tỏ thái độ đó là sao hả? Không biết cảm ơn hả? Cảm ơn? Vì ai tao ra nông nổi này, bây giờ kêu tao phải cảm ơn? Bây giờ cả trường nói tao là kẻ gian lận. Anh Thư của mày tốt á, thì mày giữ lại mà chơi chung đi. Coi chừng có ngày bị đâm lén sau lưng đó. Ở đây nhiều đồ đẹp quá ha. Chắc chắn là Sophie sẽ thích. Ai cần lời khuyên cứ nói tôi. Chẳng thể yên tâm khi đời ông toàn tâm tôi. Hay là nếu như sau 30 hay ta vẫn cứ còn độc thân. Vậy thì vào cuộc đi thôi. Số phận rồi tốt nhất ta nên thành đôi. Vì nếu như sau 30 ông cứ nhất quyết không chịu tôi. Thì chẳng còn một ai trên. Vậy đó mà để tôi nói điều này cho bà nghe nè. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, lỡ đâu vương vấn tôi cũng không biết đường mà nghe từ sáng ngồi lại từ chiều, nghe bà lý sự và nhiều điều, tim thì cứ phiêu phiêu siêu siêu thôi. Và bà ế sao 30 em mới yêu. Quen thì quen vậy thôi chứ ai mong, sau 30 thì ai ngóng ai trông. Nếu tới đó mà bà vẫn ế chẳng mong thì tôi đây sẽ vẫn mong cho bà đồng lòng. Sau 30 à, sau 30 nhá, sau 30 à, sau 30 nhá, sau 30 à, sau 30 nhá, sau 30 mà chưa có bồ là tôi sẽ nghe. Nếu như sau 30 hai ta vẫn cứ còn độc thân, vậy thì vào cuộc đi thôi. Số phận rồi tốt nhớ ta đem mình đây. Nếu như sau 30 chào em, nãy mình đi cũng mệt rồi đó, từ ba bà đi uống nước vô không? Cảm ơn Dương An nhiều nha. Hình như là Dương An bị cảm rồi đúng không? Không phải đâu, cái này người ta gọi là có người đang nhắc tên mình đấy.
nè ông Khánh. Ông làm gì ở đây vậy? Mày có biết Dương An là bạn gái của tao không? Sao mày cứ bám theo bạn gái của tao hoài vậy? Tôi hả? Nam Khánh, ông làm gì vậy? Tỏ miếng đất sao? Tại sao cái thằng chó này suốt ngày cứ tò theo bạn gái hoài vậy? Tôi không có. Có hả? Ú ra. Dương An. Ông bình tĩnh lại đi. Tôi với Dương An không có gì hết á. Tôi với Dương An chỉ là đi mua quà cho Sophie thôi. Chị Ngông là người nói với tôi, đừng đánh giá mọi việc qua vẻ bề ngoài mà. Bây giờ ông nhìn lại ông đi. Hai cô đấm lúc nãy, ông có thể trả lại tôi. Tôi hiểu được cảm giác của ông và hiểu được tại sao ông lại làm như vậy với tôi. Nhưng mà chuyện gì cũng dùng nắm đấm để giải quyết thì không có ai dùng đến lời nói rồi. Bạo lực không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Ở bên cạnh một người con trai bạo lực như vậy thì người con gái không có cảm thấy an toàn đâu. Ê bà, kể nghe, ngày hôm qua tôi mới vừa xem một bộ phim có anh nam chính siêu cấp đẹp trai, xong rồi còn ngầu nữa. Ảnh đánh mấy kẻ xấu, bảo vệ nữ chính. Sao biết là kẻ xấu? Ủa? Làm sao? Muốn hành động gì thì cũng phải hỏi trước, xem mọi chuyện có đúng như vậy không? Hay ít ra cũng phải quan sát chứ. Còn nói người ta là đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bà đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Nè nha, trên đồ này tôi ghét nhất là ai cứ hở tí ra là đấm, hở tí ra là đánh. Siêu ghét luôn. Rồi, tôi biết bà đang nói ai rồi. Cho bạn gái á. Bạn trai mua cho bà. Bà giữ lấy mà ăn. Sao vậy? Hai người cãi nhau hả? Ai mà thèm cãi nhau với cái tên côn đồ bạo lực đó. Suốt ngày chỉ biết đấm đấm đá đá. Báo hại tôi làm rơi mất cộng dây chuyền kỷ niệm này. Sao vụ gì? Tôi kể chi tiết coi. Rồi vụ dây chuyền nó là sao vậy? Thì hôm qua tôi có đi mua đồ với cả một bạn nam, người ta nhờ mua quà tặng crush. Rồi sau đó hai tụi tôi đi uống trà sữa. Ống ở đâu lù lù xuất hiện, đấm người ta bầm vào mắt. Đó, bà coi coi xem có tức không. Trời đất ơi, sao su cà na vậy? Nếu mà cái ông đó gặp tôi trước, biết đâu tôi bó cho một quẻ. May khi thoát được cái kiếp nạn này. Ủa khoan, rồi sao bà có bạn mới mà tôi không biết vậy? Lại còn là bạn nam nữa. À, thì bạn mới, nào có dịp tôi giới thiệu cho. Còn dù sao dây chuyền là sao? Cái đấy. Thì đó, cái lúc hai người giằng co, tôi lại can. Thì chắc khúc đó vô tình làm rốt. Rồi sau đó tôi có quay lại tìm, mà không thấy. Chắc là có ai nhặt mất rồi. Nó quan trọng với bà lắm hả? Nó là món quà mà người bạn lúc nhỏ tặng cho tôi. Nó cũng theo tôi được gần 10 năm nữa. Thôi, không sao. Đừng mua nha.
Sophie. Mặt ông bị sao vậy? Quay qua đây coi. Trời đất ơi, cái gì mà bầm dữ vậy? À, hôm qua tôi đi uống nước với bạn bị người ta đánh ghen nhầm. Đánh ghen nhầm hả? Thì tôi đẹp trai vậy nè, nên có nhiều người đâu có dám cho bạn gái tới gần tôi đâu, nên bị đánh ghen nhầm. Mà cũng oan ức thiệt, tôi đâu có thích bạn gái người ta đâu. Thiệt ra thì tôi cũng có đang thích một người, mà không biết người ta có biết hay không nữa. Sophie nè. Tôi nhờ bạn chút chuyện được không? À, được. Tôi đi trước nha. Cái thằng phá đám này. Ông chọn một lá đi. Ở đó. Cái này hả? Không, cái bên. Cái này. Cái bên luôn. Cái này. Nó đó. Cái cặp đôi này á, càng cãi nhau thì càng kháng khích hơn. Đúng rồi, cãi nhau thì mới hiểu nhau chứ. Nói chung á thì cũng chẳng có gì đáng quan ngại. Nhưng mà cơ hội ngàn năm có một này, mình đâu có dễ dàng mà bỏ qua cho cậu ta được. Chết rồi. Gây go rồi. Ông đã gây ra một cái họa rất là lớn luôn. Chính ông đã làm tổn thương đối phương. Nên là tôi e rằng mối quan hệ của hai người nó... Cái gì ghê vậy? Vậy giờ tôi phải làm sao? Có cách nào giải quyết được không? Dạo này Nam Khánh có bị làm sao vậy ta? Có cách nào giải quyết được không? Trăm lời nói không bằng một hành động. Hãy thể hiện thành ý của ông đi. Thôi, mày giận làm cái gì? Bỏ qua đi. Dù sao người ta cũng có thành ý như vậy rồi, đúng không? Không biết nữa. Thôi, bỏ đi. Cái quyển này nói á là ba đứa tụi mình sắp giàu rồi, nhưng mà khi nào giàu chưa biết. Nhưng mà kêu là kỳ này tụi mình làm bài điểm cũng sẽ tốt lắm á nha. Nên là chịu khó học bài xíu là được. Mà học bài nhìn rất là héo nhén. Sophie hả? Vết thương của ông sao rồi? Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi à. Mà chuyện hôm bữa Nam Khánh không có cố ý đâu, bà đừng có giận ông nha. Thôi, ông đừng có mà bênh ông ấy. Mà thôi, bỏ đi. Tôi đi nha.
dành không gian riêng lại cho hai người. Đó, nhìn mình sắp vào. Linh, xuống thông tin với tôi. Sao bà không rủ tôi? Thôi, tôi đi với Linh được rồi. Ông qua đây chi vậy? Tôi... Nếu mà ông có chuyện gì á, thì tôi ra ngoài trước đó nha. À, Sophie à. À... Thì tôi có chuyện muốn nói với bà. Chuyện ở ở thư viện á. Chuyện gì? Thật ra tôi muốn nói là tôi thích Sophie. Không được có giỡn như vậy nha. Không có vui đâu. Tôi đâu có giỡn đâu. Tôi thích Sophie thiệt. Tôi thích Sophie giống như là thích con mèo vậy á. Con mèo hả? Ai lại đi ví con gái với con mèo chứ? Không phải, ý của tôi là thiệt ra ý của tôi là... Đức nè, chuyện tình cảm á không có giống như là mình ăn kẹo. Hôm nay thích vị dâu rồi ngày mai thích vị cam. Tôi nghĩ á chắc là ông đang cảm nắng tôi giống như là cái cách mà ông từng cảm nắng với Dân An vậy á. Cho nên là ông đừng có ngộ nhận, xong rồi nó sẽ ảnh hưởng tới tình bạn của hai đứa mình á. Tôi đi trước nha. Sao? Nam thần Minh Đức tràn đầy sự tự tin đâu rồi? Tôi cũng không biết nữa. Văn tỏ tình 8 trang soạn từ hôm qua tối tới giờ biến đâu mất tiêu rồi. 8 trang. Mà thôi, không sao. Thua kéo này ta bày kéo khác. Mà tôi hỏi ông nha, ông có thật lòng với Sophie không nhở? Tôi không có muốn giúp ông mà khiến Sophie buồn đâu. Tôi thiệt lòng mà. Tôi thiệt lòng. Cái con nhỏ này quân sư chuyện tình cảm của người ta, mà chuyện tình cảm của mình thì lại né tránh. Alo, Dân nghe hả? Bà đến đâu rồi? Vậy thôi, tôi qua đó trước nha. Xong rồi kêu hai phần cái viên chiên cho hai đứa mình. Okay. Bà nè Sophie. Nè, không có sao giờ, mặt chảy hết rồi nè. Không có sao hết á. Không có sao gì mà không có sao chứ. Ông có biết cái tên đó có dao không? Còn xong vô nữa. Tại vì tôi không có để người mình thương gặp nguy hiểm được. Nhưng mà mặt có sẹo rồi, hết đẹp trai rồi sao? Có gì đâu, chỉ cần bà không chê là được rồi. Bà nè, Sophie nhận nó rồi, là đồng ý là mày gái tôi rồi đó nha. Sophie đừng có né tránh tôi nữa được không? Tôi không có cảm nắng. Và tình cảm của tôi với Sophie hoàn toàn khác với Dân An. Tôi Nguyễn Minh Đức thiệt sự thích Sophie. Bà cho tôi một cơ hội được không?
đẹp quá ta. Ủa, mà bà đồng ý nữa hả? Lẹ quá vậy. Nè nha, có bạn trai rồi mà không được bỏ bạn bỏ bè đâu nha. Ủa, không phải có mình tôi có bạn trai đó, bà cũng có chứ bộ. Thì tính ra Minh Đức cũng được. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, đủ combo luôn. Chỉ có điều hơi khủng xíu. Cái câu này nghe quen quen vậy? Thì câu này của bà chứ của ai? Bà này ghẹo tôi hoài à. Mà khoan, sao bà biết là Minh Đức tặng vòng tay cho tôi? Rồi còn nữa nha, tại sao hôm qua hẹn nhau đi ăn cái viên chiên mà bà không tới? Thôi tôi xuống công ty mua bánh nha. Bánh nó đây cả đống mà xuống mua gì nữa, đúng là lương liệu mà. Vân An, chuyện bài thi á, tôi thay mặt Diệu Ân xin lỗi bà nha. Thật ra thì trước kia tụi tôi có ghét bà thiệt á, nhưng mà tôi không ngờ Diệu Ân lại làm với bà như vậy. Thôi được rồi, chuyện cũng đã qua rồi, tôi không muốn nhắc tới nữa. Ê, thôi xin xóa bỏ qua đi, từ giờ tôi với bà là bạn tốt có được không? Giờ bà đã là bạn gái của Nam Khánh rồi, tôi mà đắc tội với bà cũng giống như là đắc tội với Nam Khánh vậy đó. Sao mà tôi sống yên với cái trường này được? Tôi không coi bà là kẻ thù đâu. Thiệt hả? Vậy là từ giờ tụi mình là bạn tốt nha. Thật ra tôi thích chơi với Dân An lắm đó. Vừa dễ thương, xinh đẹp, lại hòa đồng nữa. Ơ, cái bông tai của tôi rớt ra mất tiêu rồi. Ủa, cái đó quan trọng với tôi lắm á. Bà thử nhớ lại xem lúc nãy bà đã đi đâu. Ha, hồi nãy tôi có ra khu nhà vườn, chắc là làm rơi đó rồi. Mà chỗ đó nó rộng như vậy sao mà tôi tìm được chứ. Tôi sẽ đi cùng với bà. Thiệt hả? Đi, vậy mình đi. Ủa, sao Dân An với Ngọc Trân đi chung với nhau ta? Không lẽ... Cái gì đây? Mày nghĩ cái này có thể cứu được mày hả? Mày đúng là ngây thơ thiệt đó. Tao nói gì mày cũng tin hết hả? Thôi, sao bà nội lông nào đối xử với người ta như vậy? Dân An à, tao chưa bao giờ coi mày là đối thủ của tao hết á. Mày biết vì sao không? Tại vì tao xinh đẹp, giàu có, lại học giỏi. Mày coi mày có điểm nào hơn tao? Vậy nên mày ngoan ngoãn mà rút lui đi. Tao sẽ xí xóa hết tất cả mọi thứ. Ok không? Dù tao có rút lui đi chăng nữa thì Nam Khánh cũng không thích bà đâu. Con này mà dám nói chuyện danh thôi vậy đó hả? Chiếc còi bị ném đi mất rồi. Nam Khánh, ông có nghe thấy không? Thấy chưa? Nói chuyện nhỏ nhẹ thì không thích. Còn chuyện Nam Khánh có thích tao hay không á, đó là chuyện của tao. Tao chỉ cần mày rút lui thôi, ok? Tính ra con nhỏ này cũng lì đòn thiệt đó. Bị giang hồ xử lý, còn bị tụi tao chơi xấu trong phòng thi nữa. Vậy mà vẫn còn lì sao?
Thì ra là các người làm hả? Ừ, tụi tao làm đó, mày làm gì được tụi tao nào? Muốn tôi rút lui hả? Đừng có mà mơ. Nam Khánh mãi mãi là bạn trai của tôi. Đã đó là đừng đụng với bạn gái tôi rồi mà. Lần trước cảnh cáo mấy người không biết sợ hả? Hả? Tại sao lại nói chứ? Vậy tại sao không phải là Dân An? Đồ phản bội, mày dám đối xử với tụi tao như vậy đó hả? Phản bội? Tụi mày có tư cách nói vậy với tao hả? Tụi mày có bao giờ coi tao là bạn chưa? Hay chỉ là một đứa cho tụi mày sai vặt, gặp chuyện là đưa ra làm kẻ thế thân? Kết cục hôm nay là do mày tạo ra, đừng có trách tao. Mày tưởng tụi tao sẽ để yên cho mày hả? Tụi mày muốn làm gì thì làm, cùng lắm tao chuyển trường thôi, không cần hồn tao. Mày à, tao quên, lần trước tao đã nói với mày rồi, hãy coi chừng nó đi. Tao bị như ngày hôm nay là do ai? Chắc mày cũng biết phải không? Bạn bè thật sự đối xử với nhau như thế nào, còn nó đối xử với tụi mình như thế nào? Dành thời gian suy nghĩ đi. Bạn gái có sao không? Tôi... không sao. Lúc nãy có phải ông nghe thấy tiếng còi nên mới tới đúng không? Bạn gái hết giận tôi chưa? Lúc đó tôi nóng quá cho nên là hành động thiếu suy nghĩ. Tôi hứa là mai mốt làm gì sẽ suy nghĩ trước khi làm, được không? Thôi được rồi, đến Minh Đức còn lại đỡ cho ông thì tôi cũng hết cách. Vậy là hết giận rồi nha. Nhưng mà ông phải nhớ những gì mà ông đã hứa đó. Nhớ mà. Ủa mà nãy câu nãy nói có thể không ta? Câu gì? Thì Nam Khánh mãi mãi là... tôi chợt nhớ ra là tôi có việc phải đi với Sophie. Thôi tôi đi trước nha. Lúc đó tôi nóng quá cho nên là hành động thiếu suy nghĩ. Tôi hứa là mai mốt làm gì để suy nghĩ trước khi làm, được không? Tự nhiên cái hứa với người ta như vậy, dù sao cũng chỉ là giả thôi mà, có cần phải làm như thật không? Trời ơi, ai nhìn vào cũng tưởng tôi với ổng là người yêu thật đó. Anh ơi, bình tĩnh. Làm sao mà như vậy được? Đúng rồi, làm sao mà như vậy được? Nam Khánh mãi mãi là bạn trai của tôi. Ủa mà nãy câu nãy nói có thiệt không ta? Tự nhiên cái hỏi người ta vậy, ai mà trả lời được chứ. Khổ quá dở quá. Ủa, hello bà. Hello. An, tôi có mua nhiều bánh lắm á, bà ăn đi, đừng có ngại nha. Thôi, xong việc rồi, ông về lớp đi. Thôi, không về đâu.
Không về, từ giờ lại chơi, hai đứa mình cũng gặp nhau mà. Không về đâu, ở lại 5 phút nữa. 5 phút hỏi nha. Tôi chết rồi. Mà nếu không chết á, thì cũng bội thực vì ăn quá nhiều cẩu lương. Hay là bây giờ tôi kêu Nam Khánh quay với bà nha. Thôi, tôi không làm phiền mấy người yêu đương, tôi đi nha. Ở lại chơi lâu lâu nha, không cần về sớm đâu. Chờ xíu hỏi nha, đừng có được cỏ lâu nữa đâu. Không biết nếu ống mà làm như vậy thì sẽ thế nào nhỉ? Thôi, xong rồi, ông về đi. Không về. Thôi mà, về đi, giờ đừng lao gặp nhau nữa mà. 5 phút nữa, 5 phút nữa thôi. Bạn gái nghĩ gì mà vui vậy? Có nghĩ gì đâu. Hồi nãy đi nhanh quá, quên được cái này nè. Học toán hả? Thì sắp đi học kỳ rồi đó. Mà tôi ôn chưa đâu vào với đâu cả. Rồi, đừng có học nữa. Chiều nay tan học á, đi học nhóm với tôi. Tôi sẽ chỉ cho mấy người một vài công thức và cách làm bài. Ai biểu mấy người có một người bạn trai vừa đẹp trai là vì giỏi toán chứ. Thôi, tôi không cần làm phiền đàn ông đâu. Ê, hiện tại mấy người đang là bạn gái của tôi. Nâng cao thành tích học tập của mấy người cũng là giữ thể diện cho tôi. Vậy nên đây là trách nhiệm của tôi. Vậy là tôi không muốn đi cũng đâu có được đâu, đúng không? Biết gì thì tốt. Trùng hợp quá vậy. Thầy cũng ra đây học bài nữa hả? Lo lắm rồi. Bài này phải giải từ lập hả? Lo. Bài này giải sai rồi. Hả? Cái gì? Học chung hả? Hả? Sophie, học chung với mọi người cho vui. Ha, được á. Phân vân để rồi mất đi cơ hội, chẳng có ai cứ hỏi chờ đợi mãi một người. Khi nghĩ ta chẳng thiết tha sẽ không khỏi lòng chơi vơi. Nếu lỡ mày thích ai cần lời khuyên cứ nói tôi, chẳng thể yên tâm khi đời ông toàn tâm tôi. Hay là nếu như sau 30 hai ta vẫn cứ còn độc thân, vậy thì vào cuộc đi thôi. Thoải mái quá, cuối cùng đã thi xong rồi.
Thì ra là có người sợ tôi bị bắt nạt nên mời tôi đúng không? Có, tôi là tình cờ đi ngang thôi. Làm bài được không? Cũng được, nhờ thầy Nam Khánh mà. À, hay là ông dạy võ cho tôi đi. Ủa, sao tự nhiên lại đòi học võ? Tôi nhớ mấy người đâu thích bạo lực đâu. Thì tôi cũng đâu thích bạo lực đâu. Tôi học võ là để phòng thân. Lỡ như ông ở xa tôi quá, không nghe được tiếng còi thì sao? Vậy thì mấy người phải luôn ở bên cạnh tôi, hiểu không? Dạ. Nói chứ, tôi cũng mạnh mẽ lắm á. Hồi nhỏ, tôi từng giải cứu cậu bạn thân khỏi đám bắt nạt cơ mà. Chỉ là từ khi nhà tôi chuyển nhà thì tôi không còn liên lạc với cậu ấy nữa. Không biết là bây giờ cậu ấy đang như thế nào nhỉ? Thôi, hôm nay thầy Nam Khánh sẽ không dạy toán nữa, chuyển sang dạy võ. Học trò Dân An học tốt đó. Hay là nếu như sau 30 hai ta vẫn cứ còn độc thân, vậy thì một cuộc đi thôi, số phận rồi tốt nhất ta nên thành đôi. Vì nếu như sau 30 bạn cứ nhất quyết không chờ tôi, vì sẽ còn mơ đã che nơi tương và hiểu và nữa đâu và sẽ giữa đời. Chẳng hiểu sao cứ phân vân để rồi mất đi cơ hội. Chẳng có ai cứ hỏi chờ đợi mãi mòn. Chào mừng ba đã lên với buổi tiệc ngủ đầu tiên của hai chị chúng mình. Cô nương à, tối nay em có đồng ý ngủ với ta không? Không bự à, xin hãy bự trọng. Không đâu, không tự trọng đâu. Bà, coi vậy mà lẹ ghê ha. Sắp hết một năm học rồi. Năm nay tôi rất là thành công luôn khi có một người bạn thân như bà. Với lại, có một người bạn trai nữa. Vậy còn thành tích học tập thì sao? Thì có bạn trai học giỏi bù vô là được rồi. Mà coi Nam Khánh vậy cũng ghê ha. Đánh đấm mà học cũng giỏi dữ. Chuyện ống mà chú tâm học hành, coi chừng lấy ngay cái ngôi vị học sinh giỏi nhất trường của bạn trai và nó nha. Có cái mặt kìa, có cái mặt kìa. Trời ơi, cái mặt tự hào về bạn trai kìa. Mà tính ra cũng 3 tháng hai người quen nhau rồi. Bà thấy ổng sao? Thật ra thì tôi thấy ổng cũng đâu có vẻ xấu xa như trong tưởng tượng của tôi đâu. Tuy ổng bạo lực nhưng mà đều có lý do chính đáng chứ bộ. Kiểu không phải là người xấu ấy. Nhưng mà dù sao thì bạo lực cũng không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Tôi thấy á, ổng rất là quan tâm tới cảm xúc của bà. Hay là bà thử khuyên ổng coi xem sao. Mà tôi lấy tư cách gì để mà khuyên? Thì tư cách bạn gái với tư cách gì? Tôi với ổng thực ra hai người làm sao? Thôi ngủ đi, ngày mai tôi kể cho. Nè nha, mình có thể ăn nửa miếng bánh nhưng mà không thể nào kể nửa câu chuyện được đâu. Sao chuyện gì kể đi. Không kể. Ủa? Sao bà khoanh mấy cái lịch này làm gì vậy? À, tôi khoanh để đánh dấu kỷ niệm ngày chúng mình chơi với nhau á. Trời ơi, coi vậy mà lẹ ghê ha. Tính ra gần 3 tháng rồi nè,
Vậy mà tôi cứ tưởng là 3 năm chứ. Đúng rồi, chuyện hồi nãy. Kể đi, nói lên. Thôi tôi buồn ngủ quá sao gì. Mày đi ngủ đi, mai tôi kể cho. Tôi hứa. Đi ngủ đi, ngủ ngon nha. Ơi, có điểm rồi nè. Nguyễn Trần Ngọc Trân. Điểm mà như vậy về nhà, mẹ tôi giết tôi chết. Anh Thư à, bà học giỏi như vậy, học kỳ sau bà dạy kèm tôi nha. Tôi không muốn phải thi lại đâu. Nè, có nghe tôi nói không vậy anh Thư? Đã đó là đừng đụng như bạn gái nữa rồi mà. Lần trước cảnh cáo mấy người không biết sợ hả? Hả? Tại sao lại nói chứ? Vậy tại sao không phải là dân an? Anh Thư, bà phiền quá. Mà bà coi, tìm cách xử lý nhỏ đi. Biết rồi, nó hoài. Nhất định con nhỏ đó phải biến mất khỏi cái trường này. Ghê ta, nay bạn tôi 8 điểm toán luôn. Vậy mà không khổ không bao ngày luyện tập. Mà nói gì thì nói, tụi mình giỏi một, hai người bạn trai tụi mình giỏi 10 lần á. Không uổng công hai đứa mình có mấy người bạn trai giỏi tới. À, chiều nay phải xếp kèo liền chứ, đúng không? Duyệt, mình được gần trường. Duyệt. Ê, vậy bà nhắn tin cho Minh Đức đi, tôi nhắn tin cho Nam Khánh. Ok. Ok. Tiếp. Nè, tôi có một tin vui báo cho ông đó nha. Hôm nay tôi có điểm thi rồi á. Được 8 điểm luôn. Đây là cái số điểm cao nhất kể từ khi bắt đầu sự nghiệp học tập của tôi á. Nhờ thầy dạy giỏi đó. Ừ, cũng nhờ trò học tốt mà. Ừ, trò học cũng tốt. Tan học, ông rảnh không? Thì tôi muốn mời ông ăn một bữa để cảm ơn. Chà, nay được bạn gái mời đi chơi luôn ta. Biết có bận gì không ta? Nếu ông bận thì thôi vậy. Ê, bận nào, rảnh lắm. Vậy nha, thời gian và địa điểm cụ thể tôi sẽ nhắn tin cho ông nhá. Giờ tôi về lớp đây. Xong quá ha. Đâu mày vui chứ, đúng không? Đúng rồi. Thôi, mình ăn đi, bắt con ngủ hết đi à. Ăn cái này đi. Thank you.
Công nhận làm trai đẹp khổ thiệt ha, thì đâu cô gái nhìn hết trơn. Người ta nhìn á thì không có sao, nhưng mà mấy người mà nhìn á chết chắc. Đau. Thấy chưa, mọi người ăn đi. À, ăn xong rồi mình đi tăng 2 nha. Mấy người muốn đi đâu nè? Trà sữa. Dịp. Ừ, đi đi. Anh Hoàng. Lâu quá không gặp. Lâu lắm không gặp anh. Cũng kể từ cái ngày mà anh ra trường á. Anh này là... Anh này là anh Hoàng, đàn anh khóa chơi của tôi. Chào mấy đứa. Em chào anh Hoàng. Thôi đi trước nha, bạn anh chờ ở trên. À, mà lâu quá anh chưa được anh bánh em làm. Dạ vâng, mấy khi nào rảnh em làm tặng anh nha. Hứa rồi đó nha. Thôi, đi nha. Đi nha mấy đứa. Bà thân thiện quá ha. Chứ sao, anh ấy thân thiện lắm luôn á. Đã thế, còn rất là tài năng, biết đàn, biết hát này. Ở trường cũ á, hơn một nửa số nữ sinh là thích anh ấy rồi. Còn chú bánh sao? Thì là hồi trước tôi hay làm bánh tặng anh ấy. Khi nào rảnh nhất định tôi sẽ làm tặng anh ấy một cái mới được. Tôi về xin chút. Cái bà này không có tin lý gì hết trơn. Năm tháng không ghen rồi kìa. Sao lại ghen? Có người con trai nào mà thấy bạn gái mình quan tâm tới người khác giới mà chịu nổi không hả? Đặc biệt là ông Nam Khánh nữa. Ông chưa đánh ông đó một trận mà may lắm rồi đó. Làm tốt lắm anh bạn. Nhiệm gì? Thì chuyện nãy đó tôi biết là ông muốn đánh cho ông kia một trận lắm, nhưng mà vì Dân An đúng không? Nên là không đánh. Đúng á, là về chuyện đánh nhau thì tôi có thua một chút. Nhưng mà còn về chuyện tình yêu á thì sắp tới tôi có mở một cái lớp học. Nếu có nhu cầu thì mấy người tới học đi. Alo. Nay mày biết tao gặp ai không? Con nhỏ em bốn mắt rồi đó đó. Cái con nhỏ mà hay mang bánh cho mình đó. Ừ, lâu rồi nay tao gặp lại nó. Nhưng mà có vẻ nó vẫn còn thích tao mày ạ. Không tin à? Chơi một kèo không? Kèo nhậu. Khùng quá. Tất nhiên là chơi cho vui rồi chứ yêu đương gì nhỏ đó. Hỏi anh em có ai hứng thú không? Thích thì tao bán cho. Sao hai người này làm gì mà lâu vậy ta? Thôi tôi ra ngoài xem sao nha. Bà ơi. Nam Khánh, dừng tay lại. Anh Hoàng, anh có sao không? Vì nó mà mấy người đối xử với tôi như vậy đó hả? Lại cặn bã như nó mà cũng thích được hả? Đúng. Tôi thích người như vậy đây. Thì sao? Ông có tư cách gì để mà xen vào? Dù sao cũng chỉ là hẹn hò giả thôi mà. Ông có cần phải diễn đạt như vậy không? Diễn hả?
Dù gì cũng sắp hết 3 tháng rồi. Xem như giao kèo chấm dứt tại đây đi. Từ bây giờ giữa ông và tôi xem như không có gì hết. Vậy đi. Nè Sophie. Nè Sophie, dừng lại đi. Tôi là bạn thân của bà. Chuyện quan trọng như vậy bà cũng không nói với tôi nữa. Bà có còn xem tôi là bạn không vậy? Chắc là Dân An có chuyện khó nói nên mới chọn cách không nói ra thôi. Khó nói với cả bạn thân luôn á hả? Mà cái tên đàn anh nó cũng đáng đã lắm. Tôi với Nam Khánh nghe rõ ràng, nó nói là sẽ tán Dân An rồi chuyển qua cho bạn của nó. Nè, đi đâu vậy? Thì đi kiếm cái tên đó, xong rồi đánh cho nó một trận. Thôi bỏ đi, chuyện quan trọng bây giờ là mình giải quyết cho Nam Khánh với Dân An kìa. Nhưng mà sao mình giải quyết rồi hòa giải cho hai người đó được chứ? Cái đó chỉ là một bản giao kèo thôi mà. Thôi quá đi, phải chi cứ như tự nhiên. Biết nhau, quen nhau, rồi tìm hiểu nhau. Như vậy có phải đỡ hơn không? Đằng này có cái bản giao kèo ở giữa nữa. Tôi nghĩ là chắc Dân An có lý do. Lý do gì chứ? Tại ông chứ ai? Sao tại tôi? Thì tại ông hồi xưa cứ dồn dập con nhỏ, xong rồi làm nó sợ, nó mới vơ đại trùm trường nhận làm bạn trai. Nhưng mà còn Nam Khánh, lý do của ông lại gì? Tại sao ông lại có bản giao kèo với Dân An? Cái này thì tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi biết, nhờ có vậy thì tình cảm của mình mới đặt đúng chỗ sao? Mà nhờ có vậy thì mấy người mới có được bạn trai soái ca giống như tôi nè. Thôi quá. Chịu cười rồi đó ha. Hay là để tôi đưa Sophie về hả? À, mà thôi, ông về trước đi. Tôi có việc đi đây xíu. Thì đi đâu tôi đưa đi luôn nè. Thôi, ba cái chuyện con gái mà, tôi tự đi được rồi. Xíu tối về nhắn tin nha. Bà có xem tôi là bản thân không vợ? Có, tất nhiên là có rồi. Vậy mà chuyện lớn như vậy, bà không nói với tôi. Tôi xin lỗi. Nhưng mà tại lúc đó Nam Khánh nói là phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này. Nên là tôi... Giữ bí mật với cả tôi luôn hả? Bà sợ tôi đem chuyện này nói cho người khác biết hay sao? Không phải. Nhưng mà lúc đó Nam Khánh trong hình dung của tôi cực kỳ đáng sợ. Tôi sợ nếu bà biết chuyện này thì bà sẽ bị hại đó. Mà lâu dần tôi thấy chuyện này cũng không còn quan trọng. Nên là tôi không biết phải nói với bà như thế nào. Bà tha lỗi cho tôi đi. Tôi hứa là từ lần sau tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Hay là tôi khao bà một chầu cá viên chiên để tạ lỗi, đúng không? Hai chầu. Bà nói gì? Tôi nói một lần, không nghe, ráng chịu. Cảm ơn bà nha. Bà đó nha, lần sau mà bà còn giữ bí mật với tôi chuyện gì là bao xì luôn á. Tôi biết rồi. À mà khoan, hôm bữa cái tụ bài tôi xem cho bà thì nó nói là mối quan hệ giữa bà với Nam Khánh không có bình thường.
Mà tôi thấy dạo gần đây hình như hai người có gì đó hơi lạ nha. Giống như là không phải mình hẹn hò giả vậy đó. Biết đâu bản giao kèo thì là giả, nhưng mà tình cảm thì là thiệt. Thôi tôi không biết nữa, chuyện này bỏ qua đi. Trùng hợp ghê ta. Hôm nay tôi mới mua bộ đồ làm bánh, không biết là ai đó có muốn làm chung ta. Người ta đã có lòng thì mình phải có giả thôi. Làm đúng đi. Dù sao thì cũng sắp hết hạn bản giao kèo rồi, sắp được tự do rồi. Mà đừng có ủ rũ nữa coi. Bà có muốn biết xem sắp tới vũ trụ sẽ gửi cho bà thông điệp gì không? Để hôm khác nha Sophie, hôm nay tôi không có tâm trạng. Thôi hai người nói chuyện với nhau nha, tôi đi chỗ khác. Anh ngồi đó đi, tôi tới là để tìm anh á. Này mày biết tao gặp ai không? Con nhỏ ăn bún mắt rồi đó. Cái con nhỏ mà hay mang bánh cho mình đó. Ừ, lâu rồi nay tao gặp lại nó, nhưng mà có vẻ nó vẫn còn thích tao mày ạ. Khùng quá, yêu đương gì nhỏ đó. À, họ anh em có ai hứng thú không? Thích thì tao bắt cho. Ok. An cũng thấy đó, tới tôi rồi còn tức. Nói chuyện Nam Khánh, tôi biết là trong cái vụ này Nam Khánh có hơi quá đáng một chút, nhưng mà suy cho cùng cũng là vì dân An thôi. Thôi kệ, dù gì chúng tôi cũng đâu là gì của nhau đâu. Tôi biết là giao kèo giữa hai người ban đầu có thể là do tôi, nhưng cũng là con trai với nhau nên tôi hiểu được những hành động của Khánh không phải là sự sắp đặt, mà xuất phát từ tình cảm thật sự. Cũng giống như nhà thơ Xuân Diệu có nói, tình yêu là một cái gì đó rất lung linh. Làm sao để định nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì? Thôi, ông về lớp đi, xíu tụi mình gặp đi. Ơi An, nhớ nha An, nhớ gì tôi nói nha An. Mà khoan, hôm bữa cái tụ bài tôi xem cho bà thì nó nói là mối quan hệ giữa bà với Nam Khánh không có bình thường. Mà tôi thấy dạo gần đây hình như hai người có gì đó hơi lạ nha. Biết đâu bản giao kèo thì là giả, nhưng mà tình cảm thì là thiệt. Sắp hết 3 tháng rồi.
tôi chỉ giúp bạn hướng mặt thôi mà. Chỉ là bạn gái giả thôi mà dám lên mặt dên giáo với anh Thư đây hả? Mọi chuyện đã rành rành như vậy rồi, nhưng mà mình vẫn muốn chính miệng bạn thừa nhận. Nói đi, nói là mối quan hệ giữa bạn với Nam Khánh chỉ là giả đi. Nói đi, nói là Dân An là kẻ lừa đảo, lừa dối tất cả mọi người trong trường này đi. Sao im re vậy Dân An? Thừa nhận đi, đồ dối trá. Trời ơi, vậy là trước giờ chị diễn thôi á bà. Nhưng mà tôi tin á, đúng là lừa người mà. Giả tạo nè. Làm cái gì vậy hả? Mấy người không có quyền làm như vậy đâu nha. Hẹn hò giả thì sao chứ? Đó là bản giao kèo giữa hai người, chứ không phải một mình Dân An đâu. Muốn gì á, thì kiếm Nam Khánh á. Mới chuyển vào trường này có mấy tháng à, đến Nam Khánh còn dụ dỗ được. Mọi người nghĩ coi, nó có tầm thường không? Trường chúng ta làm sao mà để một hạng người như nó học trong trường này chứ? Chuyển trường đi. Chuyển trường đi. Chào mọi người, tôi là Nam Khánh. Như mọi người đã biết thì cách đây 3 tháng tôi có công khai với mọi người là tôi đã có bạn gái rồi. Là Dân An, cô gái mà mọi người vừa thấy đó. Đúng là mối quan hệ của chúng tôi xuất phát từ một bản giao kèo. Nhưng đối với tôi, ngay từ lúc đầu tôi đã rất nghiêm túc với mối quan hệ này rồi. Tôi thích Dân An. Tất cả mọi chuyện này cho tôi bày ra để ép Dân An tham gia. Dân An hoàn toàn không có lỗi về chuyện này. Hello. Chào. Tôi vào trước nha. Tôi cũng vô nha. Bye bye. Nè, bà đã biết nguyên nhân của chuyện đánh nhau, xong rồi Nam Khánh còn làm nguyên cái clip trần tình. Vậy mà còn giận dỗi gì nữa? Tôi đâu có giận đâu. Chỉ là tôi không biết phải đối mặt với nó như thế nào bây giờ. Ngay từ đầu á, Nam Khánh đã thích bà rồi. Cái bản giao kèo á, chỉ là hình thức thôi. Bây giờ mọi quyền quyết định á, thuộc về bà. Nhưng mà tôi không biết cảm xúc thật của mình bây giờ là gì. Bà biết á, chỉ là bà không muốn thừa nhận thôi. Được rồi, để tôi xíu. Bà chọn một lá đi, xong rồi suy nghĩ về Nam Khánh, về mối quan hệ của hai người. The world, một happy ending có phải là điều bà đang mong muốn?
thì mình nhích thôi. Hôm bữa Nam Khánh đã chủ động rồi, bây giờ bà phải tự giác đi. Vô. Nhìn cái mặt là biết đang buồn chuyện tình cảm rồi. Sao? Có cần người có kinh nghiệm yêu đương 17 năm này giúp cho không? 17 năm? Thì biết yêu từ trong bụng mẹ. Khủng. Giờ ra chơi sân thượng. Đừng có quên, bạn gái tôi là bạn thân của ai đó nha. Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Tớ thế hả? Tớ có chuyện muốn nói. Tớ sẽ nói trước. Đây là nơi bắt đầu bản giao kèo của chúng ta. Lúc đó tớ đã rất là sợ. Tớ không biết phải làm sao để sống sót qua 3 tháng hết đó. Trong 3 tháng này đã có rất nhiều lần tôi đã hiểu lầm ông. Có rất nhiều lần tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này. Và cũng có rất nhiều lần tôi cảm thấy vui khi ở bên cạnh ông. Ba tháng tưởng là rất dài, nhưng mới đó đã hết rồi. Cho dù không có chuyện xảy ra trước đó thì hôm nay cũng là lúc chấm dứt bản giao kèo. Cho nên tôi muốn bàn với ông một bản giao kèo mới. Sao? Đồng ý không? Nếu ông không đồng ý thì tôi đi đây. Đồng ý. Đồng ý chứ. Ta vẫn cứ còn độc thân. Vậy thì vào cuộc đi thôi. Số phận rồi tốt nhất ta nên thành đôi. Vì nếu như sau 30 ông cứ nhất quyết không chịu tôi thì chẳng còn một ai trên đời thương ông hiểu ông nữa. Đâu sẽ suốt đời. Là vậy đó mà để tôi nói điều này cho bà nghe nè. Nam nữ tỏ tỏ bất tương thân, lỡ đâu vương vấn tôi cũng không biết đường mà ngà nghe từ sáng rồi lại tốt quá rồi nghe bà lý sự và nhiều điều đêm thì cứ phiêu phiêu xiêu xiêu. Mà làm cái gì mà căng thẳng quá vậy? Nè nhìn tôi hít vô, thở ra vô. Mà bà soạn văn chưa? Dài mấy trang. Nè nha, tôi không phải Minh Đức nha. Tôi không có xén như vậy đâu. Cái bà này, Minh Đức của tôi là người báo tin cho bà. Không có được nói gì đâu. Rồi rồi, xong kèo này tôi sẽ bao hai người một chầu, được không? Ok, sao có lục ăn rồi. Gì, sao mà bà chắc cú như vậy? Bà bói rồi hả? Chuyện này cần gì phải bói. Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn tất. Hết. Thôi, hai tụi tôi đi trước nha. Ừ.
Mà sao ông thích tôi vậy? Ngày mai gia đình tôi phải chuyển đây rồi. Khi nào anh về? Mình không biết nữa. Chào bé Nam, hãy nhớ phải giữ cẩn thận đó. Sau này cứ dựa vào nó để tìm bạn. Người trong hình là ông hả? Vậy mà tôi cứ tưởng không được gặp lại ông nữa chứ. Lúc tôi đi ông không đến tiễn gì hết á. Làm tôi khóc mấy ngày trời. Thôi mấy người chuyển đi á, thì ở nhà ba mẹ tôi đi vậy. Lúc tôi tới thì cả nhà mấy người đi hết rồi. Mà sao ông nhận ra tôi hay vậy? Cũng 10 năm rồi đó. Nhà cái này nè. Bạn gì ơi, bạn nhặt giùm mình mắt kính được không? Mình bị cận, không thấy gì hết á. Mắt kính của bạn bị bể rồi. Chết rồi. Sợi dây chuyền này là của bạn hả? Ừ, đúng rồi, của mình á. Thôi, để tôi đưa bạn về. Cảm ơn bạn nha. Không có bạn, mình không biết phải làm thế nào để về nhà. Thực ra, mình mới chuyển đến đây có vài ngày à. Hồi nhỏ mình có sống ở khu này. Nhưng mà cũng 10 năm rồi. Ở đây thay đổi nhiều quá ha. Ông thấy nó ở đâu vậy? Trời ơi, tôi cứ tưởng là không còn được thấy nó nữa chứ. Thì cái lần ở quán cà phê đó, lúc mà mấy người giận tôi vì tôi đánh Minh Đức bị thương đó. Biết của người ta mà không chịu trả. Tôi đã luôn tìm cơ hội để kể chuyện này với mấy người mà. Đúng rồi đó. Ông phải nên nói sớm hơn. Nếu mà ông nói sớm hơn á thì tôi đã tự giác hơn rồi. Mà tôi nhớ là ngày xưa ông đâu có bạo lực đâu. Còn phải để tôi ra tay giúp đỡ mà. Sau khi mà ba mẹ tôi ly dị, tôi ở với ba. Trong một lần đánh trả là tụi bắt nạt tôi ở trong trường á, thì tôi bị kỷ luật và phải mời phụ huynh. Ba tôi không những không bênh vực
mà còn đánh chửi tôi trước mặt của bọn mắt nạt và ba mẹ của tụi nó. Vì họ là đối tác làm ăn của ổng. Từ đó, tôi không cần ai phải đòi công lý cho mình hết. Vì bạo lực có thể giúp tôi giải quyết điều đó một cách nhanh nhất. Lúc tôi mới chuyển trường, tôi có nghe Sophie kể ông đánh đàn anh đến gãy cả mũi. Chuyện này là vì sao? Thì tại vì cái thằng đó nói tôi trở nên lưu manh là do không có mẹ dạy. Tôi tức quá cho nên là tôi mới cho nó một trận. Tôi nghĩ lại rồi. Tạm thời tôi chỉ coi ông là bạn trai thử việc thôi. Sao vậy? Dù là lý do gì đi chăng nữa thì bạo lực không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Tôi không thể nào ở bên cạnh một người mà lúc nào cũng lo sợ người ta có hành hung ai không, rồi có bị ai trả thù không. Cho nên là ông mau mau sửa đổi đi. Rồi khi nào tôi mới được làm bạn trai chính thức hả? Chưa biết. Cái này thì tùy thuộc vào thái độ của ông thôi. Biết rồi, biết rồi. Không, ta nói tụi bay bao nhiêu lần rồi, mình là người lớn, sao cứ đi ăn hiếp em nó hoài vậy? Điều đó là sai, không được như vậy nữa, biết chưa? Mày có tin cái điều mà tao đang thấy không? Không, nhưng mà tao thấy cái điều mà đang tin. Cút ngoài đi mày! Xin chào mọi người, mình là Liên Phước Sang trong vai Nam Khánh. Mình là La Quang Minh trong vai Minh Đức. Mình là Trúc Trúc trong vai Sophia. Mình là Huỳnh Phương Uyên trong vai Anh Thư. Còn mình là Đào Phương Nguyên trong vai Vân An của Tự Giác Yêu Anh. Vậy là bộ phim Tự Giác Yêu Anh đã kết thúc tại đây rồi. Tụi mình rất là cảm ơn các vị quý khán giả đã luôn ủng hộ và đón xem bộ phim Tự Giác Yêu Anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã hóng chờ từng tập của phim Tự Giác Yêu Anh nha. Sau mỗi tập phim thì team diễn viên đều đọc được những comment của mọi người và cảm giác rất là hạnh phúc vì điều đó. Chưa dừng lại ở đó đâu, tụi mình còn có phần 2 của Tự Giác Yêu Anh. Mọi người hãy cùng đón xem nha. Và trong lúc đón chờ phần 2 thì chúng ta hãy cùng xem một bộ phim mới đến từ SVM Hà Nội mang tên là Vợ Chồng Sửu Nhi, được chiếu trên kênh SVM School. Và bây giờ thì... Vân An, Minh Đức, Sophie, Anh Thư. Xin chào và hẹn gặp lại.